Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 67. Tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Cánh tay anh ta nát bươm. Vết thương lan ra tới ngực, kiếm càn khôn chấn ngục lại chém mạnh xuống vai anh ta. Bùm! Cuồng chiến bị ép phải quỳ gối xuống, gương mặt vốn tràn đầy kiêu ngạo giờ đã đỏ bừng. Anh ta ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh như thú săn mồi, danh con, cậu. Giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng, không có việc gì thì chớ chọc tôi. Đây là cảnh cáo, đến lần sau thì giết luôn. Mày ngông cuồng à? Tao đây còn ngông cuồng hơn cả mày nữa. Cút! Anh đạp bay cuồng chiến. Ôi! Xung quanh đầy tiếng thảng thốt. Mặc Bạch Y sợ run ra đầu, anh ta là yêu tộc nên biết rõ sự đáng sợ của cuồng chiến. Thánh nữ Tổ Long Điện kinh ngạc nghĩ, Diệp Bắc Minh có thể chém một kiếm làm cuồng chiến trọng thương sao, thực lực của cậu ta rốt cuộc là gì thế? Vũ Sư Thiếp, Dư Khôn và Giao Cơ liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Lý Thất Dạ bình tĩnh như mặt hồ, dường như tất cả đều không liên quan gì tới mình. Diệp Bắc Minh mặc kệ ánh mắt của mọi người. Anh bước lên, chuẩn bị tiến vào cấm địa luân hồi. Mọi người dõi theo Diệp Bắc Minh, thấy anh vừa mới đi tới vài trăm mét thì bị sức mạnh không gian ngăn cản. Ầm ầm. Áo anh rách tươm. Lộ ra cơ thể vạm vỡ. Rất nhiều thiếu nữ đỏ mặt. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát. Rồi anh quay đầu trở lại bên cạnh bốn vị sư tỷ. Bốn vị sư tỷ à, sức mạnh không gian quá hung hãn. Nếu em cưỡng chế đi qua sẽ bị nghiền nát vụn. Chu Lạc Ly gật đầu nói, bọn chị hiểu. Bây giờ chỉ có thể tự dựa vào sức mình mà thôi. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua cấm địa luân hồi, được. Bốn người xoay người đi đến chỗ cấm địa luân hồi. Diệp Bắc Minh quay đầu rời đi. Những người tu võ còn lại giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ôi mẹ ơi, tên sát thần kia đã đi rồi. Nếu cậu ta cũng vào cấm địa luân hồi thì tôi không dám vào đó nữa. Đúng thế, tên này quả thật còn yêu nghiệt hơn cả yêu tộc nữa, thiêu đốt tinh huyết giết vô thủy kiếm hoàng rồi làm như không có việc gì. Cuồng chiến quát to, các người đang sỉ nhục tôi à? Chết hết cho tôi. Anh ta bước ra, cuồng phong cuồn cuộn kéo tới. Mấy người đang nói chuyện lập tức đi đời nhà ma. Lý Thất Dạ bình thản nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, vào đó thôi. Bóng người anh ta chợt lóe rồi nhảy vào cấm địa luân hồi. Vũ Sư Thiếp, Dư Khôn, Cuồng Chiến và Giao Cơ theo sát đằng sau. Tô Tử Lăng, Vũ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y và Thánh Nữ Tổ Long Điện cũng không để bị tụt lại đằng sau. Mộ Dung Tình nhíu mày nhìn qua hướng Diệp Bắc Minh vừa mới rời đi. Ngay sau đó. Hả? Mộ Dung Tình khó hiểu, sao không thấy Diệp Càn Khôn đâu nữa? Hay là giữa hai người họ có quan hệ gì đó thật? Cùng lúc đó, trong một góc vắng vẻ không người. Chủ nhân. Hình Nộm đi tới, quỳ gối, thật thà gọi anh. Rồi dâng chiếc mặt nạ lên. Diệp Bắc Minh nhận lấy mặt nạ rồi nói, nhiệm vụ của mày hoàn thành rồi. Anh ra lệnh trong đầu rồi Hình Nộm biến mất. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, nhìn vào hư ảnh cấm địa luân hồi lơ lửng xa xa trên không trung. Anh chớp mắt, tiểu tháp, ông có biết chuyện gì không? Sao hư ảnh của núi Côn Luân lại xuất hiện ở đây thế? Hư ảnh cấm địa luân hồi kia chính là núi Côn Luân. Nói chính xác thì đó là núi Côn Luân và Côn Luân hư. Tháp Càn Khôn chấn ngục trầm mặc một lát, bổn tháp cũng không biết, chỉ có thể đợi cậu tự điều tra thôi. Nhưng mà bổn tháp có thể nói cho cậu một câu. Từ khi bổn tháp tỉnh giấc, trí nhớ khôi phục, tôi càng lúc càng cảm thấy việc bản thể của mình xuất hiện ở Hoa Hạ không phải là trùng hợp. Diệp Bắc Minh nhướng mày, có nghĩa là gì? Tháp Càn Khôn chấn ngục lại im lặng. Một lát sau mới lên tiếng, tôi cũng không biết, đây là một cảm giác rất kỳ quái. Cuối cùng tôi cảm giác như chúng ta nằm trong sự sắp đặt của ai đó. Thế ư? Mắt Diệp Bắc Minh chợt lóe sáng. Nhóc ơi, có người tới đây. Tháp Càn Khôn chấn ngục vừa nhắc nhở thì không gian dao động. Sở Vị Ương và Sở Sở mỉm cười bước tới, anh Diệp à, có chuyện cần anh giúp sức đây. Nếu anh có thể giúp đỡ,
tôi đồng ý dẫn cậu rời khỏi thế giới tam thiên để đi tới thế giới cao cấp hơn. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ, không nghĩ tới hai chị em này lại đến. Có điều, bây giờ thân phận của anh là Diệp Càn Khôn. Anh tỉnh bơ hỏi, chuyện gì? Sở Sở nhíu mày, không nhịn được truyền âm chị nhất định phải tìm anh ta sao? Chúng ta đã tìm Diệp Bắc Minh rồi, nếu tìm thêm anh ta thì có phải không tốt lắm không? Sở Vị Ương bình tĩnh trả lời, Diệp Bắc Minh không có tư cách tiến vào cấm địa luân hồi, còn giúp chúng ta như thế nào? Nếu anh ta đã không được, chị không thể đổi người à? Sở Sở ngây dại. Lúc này, Sở Vị Ương đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh, tôi cần anh tìm ra một tòa tháp bên trong cấm địa luân hồi. Biểu cảm của Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh, tháp gì? Sở Vị Ương không hề do dự lấy ra một tờ giấy. Cô ta đã tạm thời đặt mô hình tiểu tháp trên người Diệp Tâm để ổn định vết thương. Nếu không, lúc anh sử dụng lực lượng của tháp Càn Khôn Chấn Ngục chém giết Vô Thủy Kiếm Hoàng đã bị phát hiện. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua, một tòa tháp đổ nát mà thôi, có ích lợi gì sao? Sở Vị Ương sững sờ, lắc đầu, anh Diệp, vật này rất quan trọng. Nếu anh có thể tìm tới giúp tôi không chỉ có thể dẫn anh rời khỏi thế giới tam thiên, mà còn có thể cho anh tất cả những gì anh muốn. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, thế giới tam thiên có gì mà không tốt, tại sao phải rời đi? Khuôn mặt Sở Vị Ương tràn ngập tự tin. Người khác cho rằng như vậy cũng thôi, chẳng lẽ anh Diệp cũng cho rằng như thế sao? Không lẽ anh không muốn đi đến thế giới cao cấp hơn? Giọng điệu của Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh, trở thành chúa tể của thế giới tam thiên đã rất mạnh rồi, không phải sao? Sở Vị Ương cười vô cùng có thâm ý, anh cảm thấy thế thật à? Cô có ý gì? Diệp Bắc Minh hỏi. Sở Vị Ương lấy một ví dụ, một con cá bị người ta nuôi dưỡng ở trong bể cá. Có lẽ nó biết mình đang ở trong bể cá. Nhưng nếu một con cá bị nuôi ở trong bể nước, trong hồ nước thì sao? Có lẽ nó sẽ cho rằng toàn bộ bể nước, hay hồ nước chính là toàn thế giới. Mà thật sự không biết, bể nước và hồ nước này cũng có chủ nhân. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, trở nên tương đối khó coi, thế giới tam thiên chỉ là một hồ nước. Ha ha! Sở Vị Ương nở nụ cười xinh đẹp. Anh Diệp là người thông minh, tôi sẽ không giải thích thêm lời thừa thãi. Tôi chỉ có thể nói, nhà họ Sở có sức mạnh giúp anh Diệp nhảy qua Long Môn. Đi gặp gỡ thế giới bên ngoài, điều kiện chính là tìm được tháp này. Bỏ lại câu nói này, Sở Vị Ương kéo Sở Sở quay người rời đi. Diệp Bắc Minh đứng im tại chỗ, biểu cảm dưới mặt nạ màu tím khó đoán, tiểu tháp, cô ta đang có ý gì? Thời điểm này. Tâm trạng Diệp Bắc Minh bực bội. Có cảm giác nguy cơ vô hình ập đến. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, nhóc, điều cô ta nói cũng có khả năng. Nghĩa là sao? Nhóc, cậu có còn nhớ thế giới bỏ túi của mình không? Đương nhiên. Diệp Bắc Minh khẳng định gật đầu, không phải ông nói là thế giới bỏ túi sẽ càng ngày càng lớn theo sự tăng trưởng thực lực của tôi sao? Cuối cùng, có thể biến thành một đại lục. Chờ chút đã. Nói đến đây, thân thể Diệp Bắc Minh chấn động. Gương mặt dưới mặt nạ tràn ngập vẻ không dám tin, giọng nói run rẩy, tiểu tháp, ý ông là. Thế giới tam thiên nơi này. Rất có thể là thế giới bỏ túi của người nào đó. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, cậu nói đúng một nửa, nửa kia thì sai rồi. Hô hấp Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập, tiểu tháp, ông đừng thừa nước đục thả câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mau nói. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói tiếp, thế giới bỏ túi nhiều nhất biến hóa thành một mảnh đại lục là tới cực hạn. Nhưng các thế lực đỉnh cấp trong thế giới cấp cao hoàn toàn có thể sáng tạo ra một thế giới vũ nội. Diệp Bắc Minh như thể bắt được điều gì đó, thế giới vũ nội. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tiếp tục vang lên, thế giới vũ nội cực lớn, có thể phân chia thành mấy thế giới. Nhưng cuối cùng, nó chẳng khác gì sân vườn sau nhà của những thế lực đỉnh cấp kia, muốn đi bất kỳ ngóc ngách nào cũng được. Còn người Diệp Bắc Minh co rụt lại. Anh nhớ đến năng lực của Sở Sở. Tiện tay là có thể mở ra lối đi không gian,
từ ma giới trực tiếp đi đến thánh vực, rồi đi Hoa Hạ. Hiện tại xem ra, thế giới Tam Thiên thật sự có khả năng chính là một thế giới vũ nội. Càng nghĩ, sắc mặt Diệp Bắc Minh càng khó nhìn. Có cảm giác sống chết và vận mệnh của mình bị kẻ khác khống chế. Người trong thế giới vũ nội chính là một con cá, một con kiến trong sân vườn nhà người ta. Nghe được lời này, Diệp Bắc Minh hoàn toàn yên lặng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười một tiếng, nhóc, cậu không cần lo lắng đến vậy. Thế giới vũ nội phát triển thành thế giới Tam Thiên như hiện tại, phỏng chừng nhà họ Sở cũng không thể hoàn toàn khống chế được nữa. Nếu không thì, tại sao bọn họ lại để cậu đi tìm tôi? Hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng, tiểu tháp, ý của ông à. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, quy luật của thế giới Tam Thiên đã hoàn thiện, hiện tại nhiều nhất nhà họ Sở có thể khống chế cửa ra vào của thế giới Tam Thiên. Nếu như cậu có đủ thực lực, phá tan cửa ra vào này. Như vậy, thế giới Tam Thiên sẽ trở thành thế giới vũ ngoại chân chính. Thế giới vũ ngoại, ánh mắt Diệp Bắc Minh chớp động. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, không chịu bất kỳ thế lực nào khống chế, có quy luật riêng của chính mình. Diệp Bắc Minh đăm chiêu. Không nghĩ nhiều nữa, anh trở lại quảng trường đại điện chân võ. Người tu võ top 10.000 thiên bảng gần như đều đã tiến vào cấm địa luân hồi. Diệp Bắc Minh không hề do dự, đi thẳng đến cấm địa luân hồi. Quả nhiên, lần này anh dùng thân phận Diệp Càn Khôn, thành công tiến vào bên trong cấm địa luân hồi. Sức mạnh không gian chấn động, đến khi dưới chân Diệp Bắc Minh vững lại, anh phát hiện mình đang đứng ở dưới chân một ngọn núi to lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, một dãy núi to lớn cao mấy trăm ngàn mét, dài hơn triệu dặm vắt ngang trước mắt. Côn Luân nguy nga. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cũng không nhìn được mà run lên, núi Côn Luân, quả nhiên là núi Côn Luân. Giống y như đúc núi Côn Luân của Hoa Hạ, chỉ là cao lớn hơn cả trăm lần. Đột nhiên, bên tai Diệp Bắc Minh vang lên tiếng gọi, Minh Nhi. Sư phụ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Một ý niệm hiện lên, anh tiến vào thế giới bỏ túi. Hơn trăm tòa mộ bia gần như đồng thời phóng ra hào quang sáng chói. Từng bóng người mờ ảo xuất hiện phía trên mộ bia. Người đỡ đầu, Dược Phương Quỷ Cốc, Độc Cô Vũ Vân, Vua Tàn Sát, Kiếm Chủ Bất Diệt, Đan Đế Bất Hủ, Thiên Thần Điện Chủ. Thánh Hoàng, Độc Đế, Long Huyết Chiến Thần, Long Đế. Thần hồn của trăm vị sư phụ toàn bộ xuất hiện. Sư phụ, sao tất cả mọi người lại thức tỉnh? Diệp Bắc Minh vô cùng kích động. Người đỡ đầu sắc mặt nghiêm túc, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong chớp mắt vừa rồi. Chúng ta đồng thời cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể miêu tả. Luồng sức mạnh này có chỗ tốt cực lớn đối với thần hồn của chúng ta. Không những giúp khôi phục sức mạnh thần hồn của chúng ta, còn khiến toàn bộ chúng ta thức tỉnh. Diệp Bắc Minh kích động nói, nếu nói vậy, bên trong cấm địa luân hồi thật sự có lực lượng giúp mọi người sống lại. Cấm địa luân hồi, Minh Nhi, để chúng ta ra ngoài xem một chút. Trăm vị sư phụ gần như đồng thời mở miệng. Được. Diệp Bắc Minh khẽ suy tư, một ý niệm hiện lên trong đầu. Cả trăm tấm mộ bia đồng loạt xuất hiện. Hít hà. Một loạt tiếng hít ngược khí lạnh vang lên. Trăm vị sư phụ kích động kêu to, địa bàn Côn Luân. Đây mới thật sự là di tích Côn Luân Thượng Cổ. Thật không ngờ di tích Côn Luân Thượng Cổ thật sự tồn tại. Như vậy chẳng phải là nói, nhất tộc Hoa Hạ chúng ta thật sự giống như trong truyền thuyết. Nghe trăm vị sư phụ bàn luận. Cái gì mà di tích Côn Luân Thượng Cổ? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, các sư phụ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Giọng nói của người đỡ đầu ngưng trọng, đây là một truyền thuyết cực kỳ xa xưa, cổ xưa đến mức ai ai cũng cho rằng nó là giả. Địa bàn Côn Luân hồi trước chúng ta ở, không phải là địa bàn Côn Luân thật sự. Mà là do một vị đại năng đỉnh cấp của thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra dựa theo địa bàn Côn Luân chân chính. Địa bàn Côn Luân chân chính cao tới mấy trăm ngàn mét. Phạm vi kéo dài chừng hơn triệu dặm. Hơn nữa có liên quan đến lai lịch của hoa tộc các con. Con người của Diệp Bắc Minh co rụt lại, có liên quan đến lai lịch của hoa tộc. Sư phụ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Người đỡ đầu lắc đầu, chúng ta không phải hoa tộc nên không biết tình huống cụ thể. Thần hồn của mấy trăm vị sư phụ đồng thời nhìn lên chỗ cao nhất của di tích Côn Luân Thượng Cổ. Đồ nhi, bây giờ chỉ có con mới có thể vạch trần bí mật của nó. Được. Diệp Bắc Minh không hề do dự, chân nguyên dâng trào. Anh chuẩn bị bay lên trời, nhưng chợt kinh ngạc phát hiện. Mình lại không thể bay lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại, thần ma chi nhãn xuất hiện. Mỗi một tấc đất của di tích Côn Luân Thượng Cổ đều lóe lên phù văn cổ xưa. Lực lượng của phù văn khiến võ kỹ bay trên không mất đi hiệu lực. Ảnh thuấn. Diệp Bắc Minh khẽ quát lên, anh nhận ra ngay cả ảnh thuấn cũng mất hiệu quả. Sức mạnh không gian. Diệp Bắc Minh nhướng mày, chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Cùng lúc đó, ở một phương hướng khác, Mạc Huyền vừa mới tiến vào cấm địa luân hồi. Giọng nói của Hắc Ám Ma Thần vang lên đầy kích động, di tích Côn Luân Thượng Cổ hóa ra lại ở trong cấm địa luân hồi. Mạc Huyền nghi hoặc, chủ nhân, di tích Côn Luân Thượng Cổ là gì? Hắc Ám Ma Thần không còn bình tĩnh, đừng hỏi, mục đích của ngươi bây giờ chỉ có một, đó chính là dùng toàn lực để lên đỉnh. Người phụ nữ mang theo tháp càn khôn chấn ngục, cô ta nhất định ở chỗ này. Vâng. Mạc Huyền nhanh chóng hướng về phía đỉnh núi. Diệp Bắc Minh vừa mới tiến về phía trước được nửa giờ. Có một âm thanh kỳ quái phát ra từ một thung lũng nhỏ hẹp phía trước. Xin anh, đừng làm như vậy. Hu hu hu, tha cho chúng tôi đi. Một số đồng bạn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mấy chục người tu võ lại tỏ ra thờ ơ, khóe môi nhếch mép cười chế giễu như mèo vờn chuột. Ha ha ha, quả thực là một chủ ý không tệ. Chỉ cần đứng ngăn ở con đường quan trọng này, sẽ có vô số người qua đường đi ngang qua, phụ nữ thì giữ lại, còn toàn bộ đàn ông thì cứ giết hết. Bọn họ vây quanh, bật cười chế nhạo nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất. Hàng chục thi thể nằm một bên. Cách đó không xa, có một nhóm phụ nữ khác đang bị buộc dồn vào góc tường sau khi trải qua trận chiến khốc liệt. Các cô tận mắt chứng kiến đồng bạn của mình chết thảm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ. Tô Tử Lăng cũng là một trong số đó. Đột nhiên, một cô gái mặc áo xanh lục mở miệng, Bạch công tử, ngài đứng thứ 11 trên thiên bảng, không cần thiết phải so đo với chúng tôi, đúng không? Chỉ cần ngài bỏ qua cho chúng tôi có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của ngài. Trước mặt các cô gái kia, một người đàn ông tuấn tú mặc đồ trắng ngồi trên ghế thái sư. Bạch Tuyệt Long, xếp hạng 11 trên thiên bảng. Đúng đúng đúng, Bạch công tử, chúng tôi sẵn sàng vì anh làm bất cứ điều gì. Bạch công tử, chúng tôi có thể làm tỳ nữ cho ngài, chỉ cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ một lần. Nữ thần ngày thường cao cao tại thượng, vào giờ phút này tất cả đều trở nên hoảng loạn. Thà đánh mất sự trong sạch vẫn hơn bị tra tấn hành hạ đến chết. Không bằng cứ ủy khuất thỏa hiệp, như vậy còn có thể giữ được mạng sống. Khóe miệng Bạch Tuyệt Long hiện lên một nụ cười tà ác, quỳ xuống. Cô gái mặc áo xanh lục và đồng bạn nhìn nhau. Đồng loạt quỳ xuống mặt đất. Ồ, đứng hạng thứ 15 trong danh sách nữ thần, Giang Mạn Ngọc, đại tiểu thư của nhà họ Giang, lại quỳ xuống. Còn có tiểu công chúa của đảo Vô Cấu, đứng hạng thứ 21 trong danh sách nữ thần. Đây là Lục Linh Lung đó. Xung quanh truyền đến âm thanh phấn khích. Tô Tử Lăng nghiến răng, Mạn Ngọc, Linh Lung, các cô đừng như vậy. Giang Mạn Ngọc quay đầu lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tia máu, Tô Tử Lăng, cô muốn bị sỉ nhục rồi bị giết nhưng chúng tôi không muốn vậy. Lục Linh Lung cũng hung dữ chừng mắt nhìn cô ta, cô im miệng. Có thể phục vụ Bạch công tử là vinh hạnh của chúng tôi. Một giây tiếp theo, hai người giống như những con chó, đầu gối mềm mại cọ sát vào mặt đất. Từng bước bò đến trước mặt Bạch Tuyệt Long. Bạch công tử, chúng tôi đã quỳ xuống. Bạch Tuyệt Long suy ngẫm rồi mỉm cười, xin lỗi, vào lúc các cô quỳ xuống. Tôi đã không còn chút hứng thú nào với các cô rồi. Vung tay lên, hai người bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong đám đông bên dưới. A! Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Đa tạ lão đại. Đại ca, anh là anh trai của tôi. Ha ha ha, tôi đến trước. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tử Lăng run lẩy bẩy, không ngừng lùi về phía sau. Sợ sẽ gặp phải điều đó. Ánh mắt Bạch Tuyệt Long nhìn chằm chằm Tô Tử Lăng cô nương, cô đừng sợ. Cô khác với những kẻ thô tục tầm thường kia, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi thì tôi đảm bảo không có bất kỳ người nào có thể tổn thương cô. Tô Tử Lăng nức nở kêu lên, Bạch công tử, xin anh hãy thả tôi ra đi. Tôi xin hứa sẽ đưa cho anh rất nhiều thù lao sau khi rời khỏi cấm địa luân hồi. Bạch Tuyệt Long cười, Tử Lăng cô nương, nhà họ Bạch của tôi cũng không thiếu thứ gì. Tôi chỉ thiếu một người phụ nữ thôi, Tử Lăng cô nương, đồng ý với tôi đi. Bạch Tuyệt Long đứng dậy, đi về phía Tô Tử Lăng. Những người tu võ khác rất thức thời tiến lên, chặn đường lui của Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng cưỡng ép ra tay đột phá vòng vây. Bạch Tuyệt Long tung ra một chưởng, Tô Tử Lăng bị một luồng sức mạnh cường đại đẩy lùi. Khóe miệng lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tô Tử Lăng nghiến răng, Bạch Tuyệt Long, nếu anh dám làm nhục sự trong sạch của tôi thì nhà họ Tô sẽ tuyệt đối không buông tha cho anh đâu. Ha 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 ha. Bạch Tuyệt Long cười to, đây là cấm địa luân hồi, chỉ cần tôi để cho mỗi một người ở đây nếm thử mùi vị của cô. Bọn họ sẽ không nói cho ai biết, vậy thì làm sao nhà họ Tô lại biết được chứ? Đại ca, chúng tôi cũng có thể nếm thử một chút sao? Khi những người tu võ khác nghe vậy, bọn họ lại càng trông như những con sói đói, trong mắt bọn họ lập tức tràn ngập tơ máu. Tô Tử Lăng, đứng hạng thứ 6 trong danh sách nữ thần. Thật là một người đẹp tuyệt thế. Nếu ở thế giới bên ngoài, cả đời này bọn họ cũng sẽ không bao giờ chấm mút được một cực phẩm như thế này. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tử Lăng trở nên trắng bệch, cho dù tôi có chết thì cũng sẽ không để các người thực hiện được ý đồ. Nói xong, thanh trường kiếm trong tay vung lên hướng về phía cổ. Bạch Tuyệt Long tiến lên, nắm lấy thanh kiếm trong tay Tô Tử Lăng, ngăn không cho nó đến gần cổ cô ta. Muốn chết, cô cảm thấy mình có thể sao? Tô Tử Lăng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đột nhiên, cộc cộc cộc. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Bạch Tuyệt Long hét lớn, ai đó? Đi ra đây. Ở chỗ rẽ của thung lũng, một chàng trai đeo mặt nạ màu tím đang chậm rãi bước đến. Trong mắt mọi người thoáng qua chút sợ hãi, Diệp Càn Khôn. Tô Tử Lăng mừng rỡ, Diệp công tử, cứu tôi với. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua tình hình ở hiện trường. Anh hùng cứu mỹ nhân. Không tồn tại. Xin lỗi, không quen. Diệp Bắc Minh thốt ra một câu, trực tiếp đi xuyên qua đám người. Trong thế giới võ đạo, cá lớn nuốt cá bé. Nếu những cô gái này đã lựa chọn tiến vào cấm địa luân hồi thì đương nhiên phải cân nhắc đến hậu quả này. Mọi người đều sửng sốt. Bạch Tuyệt Long lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt anh ta lóe lên hai cái. Chẳng phải tiểu tử này rất ngông cuồng sao? Ha ha, có phải thấy bên cạnh ông đây có nhiều người nên mới lo sợ không? Xem ra thực lực của anh ta cũng chỉ như vậy thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng lập tức đỏ bừng, giọng nói như đang khóc nức nở, Diệp công tử, Tử Lăng biết lỗi rồi. Lần trước, tôi không nên uy hiếp ngài như vậy, cầu xin ngài hãy cho tôi một cơ hội. Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ như trước. Nhìn thấy sắp biến mất. Đột nhiên, Bạch Tuyệt Long bật cười, Diệp Càn Khôn, tôi ra lệnh cho anh đứng lại. Một ánh nhìn. Vèo, vèo, vèo. Mấy chục bóng người đồng thời lao lên, vây quanh Diệp Bắc Minh. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Diệp Bắc Minh trở nên cực kỳ lạnh lùng, 3 giây, cút đi, hoặc là chết. Bạch Tuyệt Long bật cười, ha ha ha, Diệp Càn Khôn, anh cùng lắm chỉ xếp hạng 10 trên thiên bảng thôi. Anh dựa vào cái gì mà giết chúng tôi chứ? Có 7 trong số 100 người đứng đầu trong thiên bảng ở đây đấy. Những người còn lại đều xếp hạng trong top 300. Suy ngẫm nhìn Diệp Bắc Minh, anh thật sự cho rằng mình là sát thần Diệp Bắc Minh sao? 3. 2. Ha 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 ha. Anh ta thật sự đếm số kìa. Có một chàng cười vang lên. 1. Khi giọng nói phát ra,
Diệp Bắc Minh cử động. Khi anh giơ tay lên, kiếm không tên xuất hiện, kiếm khí cuồng bạo càn quét ra ngoài. Một giây tiếp theo, Bạch Tuyệt Long nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này anh ta cũng khó có thể quên được. Bùm, 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 bùm. Hàng chục cao thủ nằm trong top 300 trên thiên bảng đều nổ tung như dưa hấu. Biến thành một màn xương máu. Nhìn thấy mà giận người. Anh, làm sao có thể? Vẻ mặt của Bạch Tuyệt Long vô cùng sợ hãi, giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Kiếm không tên chém xuống, Bạch Tuyệt Long gầm lên một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dâng trào, đủ loại thủ đoạn xuất hiện. Bùm! Thân thể của Bạch Tuyệt Long nổ tung. Diệp Bắc Minh thậm chí cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp xoay người rời đi. Tô Tử Lăng hoàn toàn kinh hãi, lẩm bẩm với chính mình, Diệp công tử. Cô ta nghiến răng, nhanh chóng đuổi theo. Diệp Bắc Minh dừng lại, cô lại đi theo tôi làm gì? Tô Tử Lăng cắn đôi môi đỏ mọng, Diệp công tử, tôi là phụ nữ, một thân một mình ở đây quá nguy hiểm. Suy nghĩ của những người khác đều không trong sạch, chỉ có ngài là chính nhân quân tử. Hãy cho phép tôi đi theo ngài, tôi bảo đảm sẽ không kéo chân của ngài đâu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi đã quen đi lại một mình, không thích có người đi theo. Nói xong, xoay người nhanh chóng rời đi. Tô Tử Lăng nghiến răng, Diệp công tử, nếu ngài để tôi đi theo. Tôi hứa sẽ nói cho ngài biết một bí mật về cấm địa luân hồi. Quả nhiên, Diệp Bắc Minh dừng bước chân lại, đột nhiên trở nên hứng thú, ồ. Nói thử xem. Tô Tử Lăng dần lấy lại bình tĩnh, Diệp công tử, xin ngài hãy đồng ý với tôi trước. Không nói thì thôi vậy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Tô Tử Lăng hoảng loạn, Diệp công tử, tôi sẽ nói cho ngài biết, đừng rời đi. Nhà họ Tô có một quyển sách cổ, trong đó nói rằng cấm địa luân hồi có một ngọn núi lớn được đặt tên là Di tích Côn Luân. Diệp Bắc Minh cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu tiếp tục đi. Tô Tử Lăng lo lắng Diệp Bắc Minh sẽ thật sự bỏ rơi mình, cho nên cô ta không dám chậm trễ, trong sách cổ có ghi lại. Di tích Côn Luân này vốn dĩ không tồn tại trong thế giới Tam Thiên, mà nó từ trên trời rơi xuống. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, từ trên trời rơi xuống. Tô Tử Lăng gật đầu, đúng vậy, trong sách cổ đã ghi chép như vậy. Diệp Bắc Minh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó thì sao? Tô Tử Lăng tiếp tục nói, sau khi phát hiện ra ngọn núi này, những người tu võ trong thế giới Tam Thiên đều rất tò mò, có một số người bắt đầu leo núi. Nhưng mọi người ngạc nhiên phát hiện, lúc đến gần đỉnh núi, thì có một thế lực bí ẩn nào đó đã ập đến chặn đường những người leo núi. Trên đường lên núi có rất nhiều di tích cổ. Nhà họ Tô có một vị tổ tiên có được một quyển võ kỹ này, ông ấy đã trở thành cảnh giới chúa tể. Cuối cùng thành lập nhà họ Tô. Dựa vào môn công pháp này, nhà họ Tô tổng cộng từng có 3 người đạt cảnh giới chúa tể, bấy giờ mới đứng vững không ngã. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, một quyển võ kỹ là đã có thể trở thành cảnh giới chúa tể. Tô Tử Lăng yên lặng gật đầu. Diệp Bắc Minh cau mày, trên quyển sách đó còn ghi lại gì nữa? Tô Tử Lăng suy tư một chút, tôi không có tư cách xem nội dung quyển sách đó, nhưng từng nghe cha tôi kể qua. Hình còn ghi lại một chủng tộc tên là hoa tộc gì đó. Cô nói gì? Đôi mắt Diệp Bắc Minh co lại, tiến lên tóm lấy cổ tay Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng hoảng sợ, anh Diệp, anh sao vậy? Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, lắc đầu, không có gì, có bao nhiêu ghi chép về hoa tộc. Tô Tử Lăng suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Cha không nói với tôi, nếu như anh Diệp muốn biết có thể theo tôi đến nhà họ Tô để hỏi cha tôi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên thất thường. Quay người bước đi, đuổi theo. Cảm ơn anh Diệp. Tô Tử Lăng vui mừng khôn xiết. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, Tô Tử Lăng vì đuổi kịp anh, không ngừng tiêu hao chân nguyên. Đường núi gập ghềnh, Tô Tử Lăng cảm giác thật sự giống như ghi chép trong sách, thân thể giống như bị bao phủ bởi một tầng gông xiềng. Đêm khuya, hai người đã leo hàng trăm nghìn mét. Diệp Bắc Minh vẫn như không có việc gì, nhưng Tô Tử Lăng lại đầm đìa mồ hôi. Quần áo vốn đã mỏng manh giờ phút này dán sát vào cơ thể, làm lộ ra dáng người yêu kiều của cô ta.
Sắc mặt cô ta ửng hồng, không ngừng thở dốc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tử Lăng nuốt một ngụm nước miếng, anh Diệp, anh không cần lo lắng cho tôi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, cô chắc chứ? Tôi chắc chắn. Tô Tử Lăng gật đầu khẳng định. Diệp Bắc Minh không hề phí lời nữa, quay người lại tiếp tục lên đường. Tô Tử Lăng lấy ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào. Lúc ở giữa sườn núi, trên đường bắt đầu xuất hiện một vài thi thể của người tu võ. Còn có một số người tu võ khác, sau khi phát hiện ra Diệp Bắc Minh thì lập tức quay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh cũng không có ý định đuổi theo, tiếp tục leo núi. Cuối cùng, sáng sớm ngày hôm sau, hai người đã có thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi lớn này. Đồng thời, một cái bình đài khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên bình đài có hơn 3.000 người, hầu hết đều đang thiền định để khôi phục thể lực. Diệp Càn Khôn, cậu ta cũng tới. Một vài ánh mắt nhìn qua, mang theo sự lạnh lùng. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều ở đây. Vũ Sư Thiếp, Dư Khôn, Cuồng Chiến, Giao Cơ, Lý Thất Dạ và những người khác. Vũ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Hy, Thánh Nữ Tổ Long Điện. Bốn chị em Vương Như Yên, Hoàng Hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên đều bình an không có chuyện gì, ngồi nghỉ ngơi ở trong một góc. Đôi mắt Diệp Bắc Minh ngưng lại, nhìn về phía cuối bình đài. Một bậc thang cổ xưa uốn lượn lên phía trên, nối thẳng tới đỉnh ngọn núi. Ở lối vào của bậc thang, thang long môn được điêu khắc bằng nham thạch xuất hiện trước mắt. Đồng tử của Diệp Bắc Minh co rút lại, nhìn thấy ba chữ cổ Côn Luân Hư. Cho dù không phải chữ hiện đại, Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra ba chữ Côn Luân Hư này. Quả thật giống hệt với văn giáp cốt của người Hoa Hạ cổ đại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối bậc thang, thân thể Diệp Bắc Minh càng chấn động hơn. Một tòa bảo tháp cổ xưa, đứng sừng sững trên đỉnh ngọn núi này. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tiểu tháp, đây là tình huống gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng bối rối, chẳng lẽ đây là bản thể của tôi sao? Diệp Bắc Minh sửng sốt, tiểu tháp, không phải bản thể của ông ở trong cơ thể tôi sao? Cuối cùng là sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chút xấu hổ, khụ khụ, có chuyện bổn tháp vẫn chưa nói rõ ràng. Thật ra bản thể của tôi ở trong trận chiến cuối cùng, đã hoàn toàn vỡ nát. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trong trái tim của cậu, chỉ là một phần mảnh vỡ thôi. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Càn Khôn Chấn Ngục tháp khủng bố như thế, quả thật không gì không làm được. Rốt cuộc là ai, lại có thể đánh nát ông ta? Diệp Bắc Minh nhìn lên đỉnh Côn Luân Hư thượng cổ, ông nghi ngờ đây là bản thể của ông. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy tư một chút, cho dù không phải bản thể của tôi, ít nhất cũng là một phần mảnh vỡ. Tiểu tử, bổn tháp chưa bao giờ yêu cầu cậu làm qua bất kỳ chuyện gì, hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu nhất định phải lấy được những thứ đồ ở trên đó. Diệp Bắc Minh nghiêm túc gật đầu, tiểu tháp, tôi hứa với ông. Một giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh đang muốn hướng về phía bậc thang, chuẩn bị trực tiếp leo lên đỉnh. Đột nhiên, ba người tu võ giành sông lên trước, vượt qua Diệp Bắc Minh, trực tiếp lao về phía bậc thang. Trong khoảnh khắc ba người bước lên bậc thang đầu tiên. Bùm, bùm, bùm. Thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một màn xương đẫm máu. Tô Tử Lăng hoảng sợ, che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại, a, xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên. Trong đám đông có tiếng cười nhạo truyền đến, đồ ngu, thang trời còn chưa mở ra. Mọi người đều ngoan ngoãn chờ đợi, vậy mà đám người kia lại dám giành lên thang trời trước. Sau khi những người tu võ nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Từ từ khôi phục sức mạnh. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, sau đó tìm một góc ngồi xếp bằng. Tô Mạc Già ngồi bên cạnh anh, mùi hương thoang thoảng của xử nữ truyền đến. Vào 12 giờ trưa, toàn bộ di tích Côn Luân Thượng Cổ đột nhiên rung chuyển. Trong hư không vang lên một giọng nói cổ xưa, hoan nghênh mọi người đã đến thang trời. Tôi là thần bảo vệ của ngọn núi này. Những lời tiếp theo đây, tôi chỉ nói một lần thôi.
thứ nhất, thang trời có tổng cộng 10.000 bậc, mỗi một bậc thang trời cũng tương ứng với một giá trị áp lực. Thứ hai, mỗi một người đều có giá trị áp lực khác nhau. Nếu mức giá trị áp lực cực hạn mà ngươi có thể chịu đựng được là 1. Vậy thì giá trị áp lực của bậc thứ nhất là 1, bậc thứ hai chính là 2. Với bậc 10.000 có nghĩa là áp lực tối đa mà các người có thể chịu đựng là 10.000 lần. Ngay khi lời này vừa thốt ra, đám đông lập tức bùng nổ. 10.000 lần áp lực cực hạn. VL, ai có thể chịu đựng được giá trị áp lực này cơ chứ? Tôi đoán mình dùng hết tất cả thủ đoạn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 1.000 lần áp lực cực hạn thôi. 10.000 lần áp lực cực hạn, chẳng phải là muốn giết chết chúng ta sao? Trên đài cao rộng lớn, vô số người tu võ đều đang chất vấn. Chỉ có một số người khẽ cau mày. Giọng nói cổ xưa vang lên, hừ, việc mà các người phải làm chính là vượt qua cực hạn của chính mình. Đây là ngưỡng cửa cơ bản nhất, nếu không chịu được áp lực gấp 10.000 lần thì cũng không xứng đáng lên được đỉnh cao. Các ngươi sẽ dựa theo thứ hạng của mình trên thiên bảng để leo lên bậc thang, thứ hạng cuối cùng sẽ quyết định phần thưởng cuối cùng của các ngươi. Thang trời, mở ra. Vừa dứt lời, sương mù dày đặc trên thang trời tản đi. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ chỉ cảm thấy không thể giải thích được. Tôi đến đây. Lý Thất Dạ, người đứng thứ nhất trên thiên bảng, khẽ hét lên một tiếng, tiến lên một bước. Dưới ánh nhìn của mọi người, anh ta một hơi lại trực tiếp vượt qua 1.000 bậc. Đứng ở vị trí bậc thứ 1086. Áp lực gấp 1086 lần. Đệt, một bước đã bước được hơn 1.000 bậc thang. Con mẹ nó, đây là đang đi ngược lại ý trời sao? Không hổ danh là người đứng thứ nhất trong thiên bảng. Đám đông bùng nổ. Một giây tiếp theo. Một bóng hình xinh đẹp nhảy lên, giao cơ chuyển động. Tốc độ của cô ta chỉ chậm hơn Lý Thất Dạ nửa phút, cuối cùng cũng dừng lại ở bậc thứ 996. Người đứng thứ ba trên thiên bảng, cuồng chiến hét lớn, tránh đường cho ông đây. Ầm. Mỗi một bước nện xuống, chiếc thang trời lại rung lên nhẹ nhẹ. Bậc thứ 950. Cũng là một vị trí rất khủng bố. Sau đó. Sư Khôn, bậc thứ 799. Vũ Sư Thiếp, bậc thứ 760. Mạc Huyền, bậc thứ 730. Tiểu Y Tiên, bậc thứ 300. Mộ Dung Tình, bậc thứ 680. Đến lượt Diệp Bắc Minh, anh chỉ muốn một hơi lao ra ngoài. Đột nhiên, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tiểu tử, chiếc thang này có thể dùng để vượt qua cực hạn của cậu. Diệp Bắc Minh dừng lại, ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhanh chóng giải thích, chịu đựng áp lực, chiến đấu với bù nhìn. Đối với thực lực của cậu sẽ có ích lợi lớn, không có thời gian giải thích. Cậu sẽ biết sau khi tự mình thử nó. Được. Diệp Bắc Minh không hỏi thêm nữa. Tiến lên một bước, phía dưới đài cao đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó. VL, anh ta có ý gì vậy? Tại sao Diệp Càn Khôn lại không nhúc nhích, anh ta đứng ở bậc thứ nhất làm gì? Không thể nào. Tôi còn tưởng rằng tên Diệp Càn Khôn này ngầu đến thế nào, chẳng lẽ anh ta thậm chí còn không thể chịu đựng được áp lực gấp đôi sao? Đủ loại giọng nói nghi ngờ vang lên. Hử. Hành động kỳ quái của Diệp Bắc Minh khiến ngay cả người đứng đầu thiên bảng, Lý Thất Dạ, cũng không nhịn được dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Đôi mắt xinh đẹp của Giao Cơ lóe lên, người này đứng hạng 10 trong thiên bảng, vậy mà chỉ đứng được ở bậc thang đầu tiên thôi sao? Không phải vậy chứ. Cuồng chiến cười, cái tên không biết xấu hổ này, làm lãng phí biểu cảm của ông đây quá. Đột nhiên quay đầu lại, đã vượt qua hơn 100 bậc thang. Mạc Huyền cau mày, tiểu tử này đang làm gì vậy? Chỉ có Mộ Dung Tình nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tô Tử Lăng sừng sỡ ngay tại chỗ, Diệp công tử, anh thế nào rồi? Diệp Bắc Minh phớt lờ sự nghi ngờ của mọi người, làm theo lời nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tiến vào lĩnh vực tuyệt đối, chiến đấu với bù nhìn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Bắc Minh cũng cảm thấy vui mừng, tiểu tháp, tôi hiểu ý của ông.
Khi chịu đựng áp lực, tôi sẽ có cảm giác như đang chiến đấu với hai con rối. Nếu tôi lại tiến thêm một bậc nữa thì có phải tương đương với đang chiến đấu với ba bù nhìn hay không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mỉm cười, tiểu tử, cậu rất thông minh, vừa chỉ điểm là đã thông suốt. Diệp Bắc Minh không chút do dự, lại tiến thêm một bậc thang. Tiếp tục tiến vào lĩnh vực tuyệt đối, chiến đấu với bù nhìn. Trong trận chiến vừa rồi ở lĩnh vực tuyệt đối, thời gian ở thế giới bên ngoài không hề thay đổi. Bao gồm cả thời gian mở và nhắm mắt, khoảng chừng 5 giây. Cho nên, trong mắt người bên ngoài, Diệp Bắc Minh chỉ đang từng bước tiến lên từng bậc thang với tốc độ 5 giây. Hậu quả của việc làm này là cho đến khi Tô Tử Lăng, người xếp hạng thứ 25 trên thiên bảng, leo lên thang trời. Diệp Bắc Minh cũng chỉ mới đi được 20 bậc thang. Trong số hơn 20 người phía trước, người chậm nhất cũng đã leo được hơn 100 bậc. Ba người thánh nữ Tổ Long Điện, Mặc Bạch Y, Vũ Thiên Tuyệt dừng lại một chút, trực tiếp vượt qua Diệp Bắc Minh. Tô Tử Lăng dừng bước, có chút lo lắng nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, anh cảm thấy áp lực rất lớn sao? Trong mắt mọi người, Diệp Bắc Minh mỗi lần đều chỉ tiến lên một bậc thang. Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi trong 5 giây. Áp lực tuyệt đối như ngọn núi lớn. Diệp Bắc Minh thoải mái mỉm cười, tôi cảm thấy không sao cả. Tô Tử Lăng thả chậm tốc độ, Diệp công tử, tôi dẫn anh đi một quãng đường. Diệp Bắc Minh mỉm cười lắc đầu, cô gái này có tâm tư cũng khá tốt đấy, không cần, cô cứ tự mình đi trước đi, tôi sẽ đuổi kịp theo. Được rồi. Tô Tử Lăng nhìn Diệp Bắc Minh, lại ngẩng đầu nhìn điểm cuối của thang trời. Một hơi leo lên, đi thẳng đến bậc thứ 323. Khi quay đầu nhìn xuống phía dưới, Diệp Bắc Minh đã giống như một con kiến nhỏ bé vậy. Xếp hạng thứ 10 trên thiên bảng, có được hay không đấy? Ha ha ha, trung bình mỗi một bậc thang nghỉ ngơi 5 giây, thật là phục. Đây là trình độ của người đứng thứ 10 trên thiên bảng sao? Ngày càng có nhiều người vượt qua Diệp Bắc Minh. Dần dần, không còn ai để ý tới chàng trai trẻ đứng thứ 10 trong thiên bảng nữa. Không ai quay đầu nhìn lại kẻ thua cuộc. Cuối cùng, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly đều đến đây. Thứ hạng của bọn họ rất gần nhau, leo lên bậc thang cùng một lúc. Khi đuổi kịp Diệp Bắc Minh trên bậc thang trời thứ 50. Từ lúc ba người bước lên bậc thang thứ 50, bọn họ đồng loạt dừng lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Bốn mắt nhìn nhau. A! À, thân thể mềm mại của ba người kích động đến mức run lên tiểu. Xuyệt! Diệp Bắc Minh mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Như Yên đỏ bừng, tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không phải là Diệp Càn Khôn à? Sao cậu lại xuất hiện cùng cậu ấy? Diệp Bắc Minh giải thích, đó là hóa thân của em, là để thu hút sự chú ý của mọi người. Chu Lạc Ly cười hì hì, thật sự là em, rốt cuộc em muốn làm gì? Diệp Bắc Minh thở dài một hơi, phô trương quá cũng không tốt, trước hết nên khiêm tốn một chút. Tiểu sư đệ, sao em lại leo lên chậm như vậy? Mấy chị biết thiên phú của em, tuyệt đối không thể kém hơn Lý Thất Dạ. Hoàng hậu Hồng Đào cau mày, truyền âm hỏi. Vương Như Yên và Chu Lạc Ly chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh. Chờ lời giải thích của anh. Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích, ba vị sư tỷ, em đang tự mình rèn luyện. Các chị yên tâm đi, leo thang trời không phải là càng nhanh càng tốt, ai có thể leo đến nơi cao nhất mới có ý nghĩa. Ba cô gái đều sửng sốt. Đúng là đạo lý này. Ba vị sư tỷ, các chị cứ đi lên trước đi, em sẽ từ từ tiến lên. Được rồi. Thấy vậy, ba người cũng không nhiều lời nữa, xoay người tiếp tục leo lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Thất Dạ dẫn đầu, tốc độ thật sự làm cho người ta thất vọng bản thân. Chỉ trong nửa giờ, anh ta đã đứng ở bậc thang thứ 6.000. Hạng nhì vẫn là Giao Cơ, bậc thứ 5.500. Hai người đều đang nghỉ ngơi. Những người thu võ còn lại, chỉ cần là người thu võ nằm trong top 100 trên thiên bảng thì không ai đứng ở bậc thang dưới 2.000. Nhìn lại Diệp Bắc Minh, chỉ khoảng ở bậc thứ 350. Xếp hạng thứ 10 trên thiên bảng, mẹ kiếp,
cũng chỉ mới đi được 300 mấy chục bậc. Thật là phế vật. Mấy người tu võ đi ngang qua, không nhịn được giễu cợt. Vèo. Một tia máu xẹt qua. Mấy người vừa chế nhạo đều bị giết ngay lập tức, hóa thành một màn xương đẫm máu. Đừng nói nữa. Đi mau. Những người tu võ khác thấy vậy thì đều sợ hãi nuốt nước miếng, nhanh chóng vượt qua Diệp Bắc Minh. Một giờ nữa trôi qua, Lý Thất Giả đã leo lên bậc thứ 8.000. Giao Cơ ở cách phía sau 1.000 bậc, đang ngồi ở bậc thứ 7.000 để nghỉ ngơi. Cuồng Chiến, bậc thứ 6.751. Sư Khôn, bậc thứ 6.321. Mạc Huyền, bậc thứ 6.137. Mộ Dung Tình, bậc thứ 6.000. Hai người đến từ phía sau đều vượt qua bậc thứ 5.993 của Vũ Sư Thiếp, người đứng hạng 5 trên thiên bảng. Thánh nữ Tổ Long Điện, Mạc Bạch Y, Vũ Thiên Tuyệt đều đã đi đến bậc thứ 4.500. Tô Tử Lăng ngồi ở bậc thứ 3.600, cả người ướt đẫm, đổ mồ hôi đầm đìa. Thật khó di chuyển dù chỉ nửa bước, thở hổn hển nghỉ ngơi. Đây gần như là cực hạn của bọn họ. Tiểu Độc Tiên ngừng ở bậc thứ 4.000, cô ta dùng độc để đạt được hạng thứ 8 trên thiên bảng, thiên phú võ đạo quả thực không mạnh. Mau nhìn xem, ba người đẹp tuyệt sắc đã đi đến bậc thứ 5.000. Có người kêu lên một tiếng. Ánh mắt của mọi người đều ngưng lại. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly đúng lúc vừa vượt qua bậc thang thứ 5.000. Tôi không thể làm được nữa. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một người tu võ hoàn toàn mệt lả, cả người mềm nhũn ngã xuống. Ong! Trên thang trời lóe lên một tia sáng, người này lập tức biến mất, xuất hiện ở tầng dưới cùng. Tiếp theo, ngày càng có nhiều người ngã xuống, hơn 90% số người bị tống ra ngoài. Ban đầu có gần 5.000 người leo lên thang trời, nhưng hiện tại chỉ còn lại chưa đầy 500 người. Hơn nữa hầu hết mọi người đều đang nghỉ ngơi. VL, Diệp Càn Khôn vẫn còn đang leo lên kìa. Đột nhiên, có người kêu lên một tiếng. Mọi người hơi sửng sốt, Diệp Càn Khôn ở đâu? Đôi mắt nheo lại, dừng trên người Diệp Bắc Minh. Đệt, Diệp Càn Khôn đã đi đến bậc thứ 3.000. Chương 3.033 bậc thứ 4.500. Con người của rất nhiều người đều co lại. Hàng ngàn con mắt đột nhiên đổ dồn vào trên người Diệp Bắc Minh. Cho dù là đang leo lên hay nghỉ ngơi thì tất cả đều dừng lại. Mọi người càng nhìn càng kinh hãi. Thật nhịp nhàng. 5 giây, vẫn là 5 giây. Có người ngược lại hít sâu một hơi, nói ra một sự thật kinh khủng, các người không phát hiện ra sao. Diệp Càn Khôn từ khi bắt đầu leo lên bậc thang thì đều chỉ dùng 5 giây để leo lên. Bây giờ đã lên đến bậc thứ 3.000, vẫn là 5 giây. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im lặng. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Diệp Bắc Minh. Thậm chí, ngay cả Lý Thất Dạ đang xếp hạng thứ nhất cũng đã leo lên bậc thứ 8.659. Khuôn mặt xinh đẹp của Giao Cơ đông cứng, tiểu tử này rất đáng sợ. Cuồng Chiến hừ lạnh một tiếng, bậc thứ 3.000 thôi, có gì đáng sợ chứ? Lý Thất Giả cúi đầu nhìn Diệp Bắc Minh, cấp bậc của anh ta cũng không đáng sợ là sao anh ta có thể ổn định như vậy? Hô hấp, nhịp tim, còn có cả vẻ mặt bình tĩnh của anh ta. Cuồng Chiến rất nóng nảy, đừng nhắc tới vẻ mặt này nữa, vẻ mặt đó thật thiếu đánh mà. Vào lúc này, Diệp Bắc Minh trở thành tâm điểm của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm anh, cũng không buông tha một giây nào. Tô Tử Lăng nắm chặt quả đấm nhỏ, trong lòng có chút kích động, Diệp công tử, cố gắng lên. Bậc thứ 3.600. Diệp Bắc Minh dừng lại, nhìn Tô Tử Lăng, cùng nhau đi chứ. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng mở to, nuốt nước miếng một cái, Diệp công tử, ngài nói gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đi theo sau tôi. Tô Tử Lăng ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Diệp Bắc Minh. Một giây tiếp theo. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng lập tức sáng lên,
khuôn mặt xinh đẹp vô cùng kích động, đây là... Ôi trời! Áp lực của thang trời trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Bậc thứ 3601. Bậc thứ 3602. Diệp Bắc Minh lại dẫn theo Tô Tử Lăng, tiếp tục leo lên thang trời. Hừ, hừ, hừ. Có âm thanh hít vào thật sâu đến từ bốn phương tám hướng. Chuyện này cũng thật điên rồ quá. Không chỉ tự mình leo lên thang trời mà còn muốn dẫn theo người khác đi cùng. Diệp Càn Khôn quả thực muốn làm trái ý trời mà. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Bắc Minh đứng ở bậc thang thứ 4000, nhìn thoáng qua Tiểu Độc Tiên, tiên nhi cô nương, chúng ta cùng nhau đi. Tiểu Độc Tiên tươi cười như hoa, khi ba vị sư muội đi ngang qua mình thì bọn họ đều đã giải thích hết mọi chuyện rồi. Được, Diệp công tử. Cô ta thẳng thắn mỉm cười. Đi theo sau Diệp Bắc Minh, áp lực của thang trời cũng lập tức biến mất. Đệt. Tiểu tử này dẫn theo một người đẹp còn chưa đủ, còn muốn dẫn theo hai người à? Tôi cũng chưa từng nhìn thấy một người ngầu như vậy. Diệp Càn Khôn này rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Những tiếng kêu rên vang lên. Sắc mặt Lý Thất Dạ hơi trầm xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của Giao Cơ vô cùng bất ngờ, xuất sắc. Khóe mắt Cuồng Chiến kịch liệt co lại, tiểu tử này. Dư Khôn và Vũ Sư Thiếp liếc nhìn nhau, cũng từ trong mắt đối phương thấy được sát khí nồng đậm. Không thể giữ lại người này, một khi để cậu ta dần trưởng thành thì nhất định sẽ trở thành mối uy hiếp với bọn họ. Bậc thứ 4500. Thánh nữ Tổ Long Điện không nhịn được lên tiếng, Diệp công tử, dẫn tôi đi cùng với. Toàn bộ nơi này im lặng, đường đường là Thánh nữ Tổ Long Điện lại mở miệng nhờ giúp đỡ. Mặc Bạch Y nghiến chặt răng. Vũ Thiên Tuyệt ở bên cạnh run rẩy, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mỉm cười, được, nhưng tôi có một yêu cầu. Ngài nói đi, Thánh nữ Tổ Long Điện kích động. Tháo mặt nạ của cô xuống, tôi không thích phụ nữ xấu xí. Thánh nữ Tổ Long Điện hơi sửng sốt, sau đó lập tức tháo mặt nạ vàng trên mặt xuống. Một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện. Một khuôn mặt xinh đẹp với tỷ lệ hoàn hảo. Một dung nhan tuyệt mỹ không chút tì vết nào. Đôi môi đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy. Đôi con người màu xanh lam, rất mê hồn. Đẹp quá. Chẳng trách cô ta lại đeo mặt nạ, đẹp quá. Đám đông kêu lên, gần như nghẹt thở. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tô Tử Lăng kêu lên một tiếng, đứng hạng ba trong danh sách nữ thần, Long Khuynh Vũ. Tô Tử Lăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thánh nữ Tổ Long Điện. Tôi đã nhìn thấy chân dung của cô, nhưng ngoại trừ biết tên cô thì tôi cũng không biết thêm thông tin nào khác. Tôi không ngờ cô lại là Thánh nữ Tổ Long Điện. Là tôi. Thánh nữ Tổ Long Điện gật đầu. Diệp Bắc Minh cười nói, là người đẹp thì đi theo tôi. Long Khuynh Vũ hơi hành lễ, đa tạ Diệp công tử. Đột nhiên. Sau lưng Diệp Bắc Minh hơi đau nhói, lại bị Tam Sư Tỷ dùng sức nhéo một cái. Long Khuynh Vũ có chút giật mình. Tô Tử Lăng cũng có chút kỳ quái. VL, chẳng lẽ người đẹp này ghen tị sao? Lại một loạt tiếng kêu thảm thiết. Diệp Bắc Minh không để ý ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đường đi đến vị trí bậc thang thứ 5000. Ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly đang nghỉ ngơi. Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn ba người, đi thôi. Ba người khẽ gật đầu, đi theo sau Diệp Bắc Minh, áp lực biến mất. Ôi trời, lại thêm ba người đẹp nữa à? Đám đông sôi nổi nghị luận. Xảy ra chuyện gì với tên này thế? Lý Thất Dạ cau mày. Đôi mắt xinh đẹp của Giao Cơ chuyển động, chẳng lẽ anh ta chỉ thích người đẹp sao? Những người tu võ còn lại cũng nhận ra điểm này. Nếu anh ta thích người đẹp thì chúng ta cứ thử đoán xem người may mắn tiếp theo là ai đây. Cũng không còn nhiều người tu võ trên bậc thang nữa. Phụ nữ tu võ thậm chí còn ít hơn. Những người có thể gọi là tuyệt đẹp lại càng ít đến đáng thương. Chẳng lẽ... Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Mộ Dung Tình. Người đẹp tuyệt sắc tiếp theo chính là cô ta. Xem anh ta có dừng lại bên cạnh Mộ Dung Tình hay không. Mọi người nghị luận,
không hề che giấu giọng nói của mình. Mặc dù Mộ Dung Tình rất thờ ơ, nhưng mọi người vừa nói như vậy, trong lòng cô ta lại nảy sinh một cảm giác mong chờ nho nhỏ. Mộ Dung Tình à, Mộ Dung Tình, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Mày là thiên chi kiều nữ của Thanh Vân Môn, làm sao có thể nảy sinh ý nghĩ dựa dẫm vào người khác chứ? Mày không thể nghĩ như vậy. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Tình nghiến chặt răng, tiếp tục leo lên. Bộp, bộp, bộp. Diệp Bắc Minh vẫn duy trì tốc độ 5 giây một bậc thang. Tốc độ này vốn dĩ rất chậm, bây giờ trong mắt mọi người lại nhanh đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Chẳng lẽ anh ta sẽ duy trì tốc độ này để bước lên đỉnh sao? Leo lên đỉnh, không thể nào. Có người kiên quyết lắc đầu, kể từ khi cấm địa luân hồi tồn tại tới nay, chưa từng có người nào leo lên đến đỉnh. Anh ta đang đến gần Mộ Dung Tình. Dưới ánh nhìn của vô số người, Diệp Bắc Minh chỉ còn cách Mộ Dung Tình 50 bậc thang. 40 bậc. 30 bậc. 10, 9, 8. Đến cuối cùng, mọi người thậm chí cũng không cầm lòng được mà đếm theo từng bước. 3, 2, 1. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh và Mộ Dung Tình đã đứng cùng một bậc thang. Vào lúc này, trái tim nhỏ bé không chút gợn sóng nào của Mộ Dung Tình bắt đầu đập thình thịch. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đỏ bừng, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Chỉ cần một cái liếc mắt mà thôi. Hai người đã lướt qua nhau. Vờ lờ, xảy ra chuyện gì thế? Không dừng lại. Thậm chí anh ta còn không thèm liếc nhìn Mộ Dung Tình một cái nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải tên này thích phụ nữ đẹp sao? Nhiều giọng nói khác nhau truyền đến từ mọi hướng. Kinh ngạc, ngạc nhiên, bất ngờ, vô cùng thất vọng. Trong lòng cô ta dâng lên nhiều cảm xúc khác nhau. Vào lúc này, trong lòng Mộ Dung Tình tràn ngập đủ mọi cảm xúc lẫn lộn, anh ta. Anh ta cứ như vậy đi ngang qua mình. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn mình dù chỉ một cái. Chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp sao? Mình cũng đứng hạng 7 trong danh sách nữ thần. Tại sao? Phù! Thân thể mềm mại của Mộ Dung Tình run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Suýt chút nữa gần như phát điên. Nhưng Diệp Bắc Minh lại không hề quay đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng cho Mộ Dung Tình. Đồng thời cũng để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng cô ta. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Chấm than chấm than. Đôi mắt cuồng chiến đỏ ngầu, cậu ta dựa vào đâu chứ? Nếu còn tiếp tục như vậy thì thằng nhóc kia sẽ vượt qua mình mất. Rồi anh ta xoay người bắt đầu tăng tốc. Nhanh chóng leo lên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự anh ta đã kéo xa khoảng cách giữa mình và Diệp Bắc Minh. Ngay khi cuồng chiến đi vào bậc 7500 đã cảm thấy hơi lực bất tòng tâm. Thế là anh ta bèn quay đầu nhìn lại đúng lúc thấy Diệp Bắc Minh vừa đi vào bậc 6432. Anh chợt dừng lại, rồi liếc mắt nhìn Mạc Huyền, còn nhớ tao nói rằng sẽ giết mày không? Mạc Huyền nuốt một ngụm nước miếng, Diệp Càn Khôn, tao thừa nhận trước kia mình hơi kiêu ngạo đôi chút. Thật lòng xin lỗi mày, nhưng đừng ra tay ở đây, tao biết mình sai rồi. Diệp Bắc Minh khá bất ngờ trước câu nhận lỗi của Mạc Huyền. Anh nhìn gã bằng ánh mắt đầy thâm ý, tạm giữ lại một mạng của mày. Rồi anh đi lướt qua Mạc Huyền. Đằng sau, mặt mày Mạc Huyền xám xịt. Trong lòng gã điên cuồng gào thét, đại nhân, sao lại muốn tôi nhận sai chứ? Tên rác rưởi này thật là đáng chết, nếu ở thế giới bên ngoài, tôi dốc hết sức lực có thể giết cậu ta 10.000 lần rồi. Cậu ta giả vờ trước mặt tôi cái gì chứ? Ám sắc ma thần đáp lời, tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng, bổn tọa sẽ giúp cậu lên đỉnh. Bổn tọa đã từng lên đỉnh ngọn núi này rồi, trên đó có đủ tài nguyên giúp cậu thay ra đổi thịt, nghiền nát mọi thứ. Được. Mạc Huyền gật đầu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Diệp Bắc Minh, sát ý điên cuồng ngưng tụ. Một lát sau, Diệp Bắc Minh đi vào bậc 7.000. Lúc này, Vũ Sư Thiếp và Dư Khôn đang nghỉ ngơi gần như bất động không đi nữa. Bọn họ e dè nhìn Diệp Bắc Minh, không dám có suy nghĩ quá đà nào mà để mặc anh vượt qua. Vào giờ phút ấy, trước Diệp Bắc Minh chỉ có 3 người. Lý Thất Dạ,
bậc 9300. Tốc độ của anh ta giờ rất chậm, mỗi một bậc thang đều cần nghỉ ngơi gần 30 giây. Giao cơ, bậc 8800. Tốc độ của cô ta càng chậm hơn, gần như bất động. Cuồng chiến, bậc 8600. Cả người anh ta đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Nhưng dù thế vẫn điên cuồng trèo lên trên, vượt qua giao cơ chỉ là vấn đề thời gian. Thứ tư chính là Diệp Bắc Minh, anh vẫn duy trì tốc độ 5 giây một bậc như cũ. Cuối cùng Diệp Bắc Minh cũng đuổi kịp. Đứng lại. Cuồng chiến quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, Diệp Càn Khôn, gan to mày to thật đấy, ai cho phép mày leo cao như thế hả? Một mình còn chưa đủ mà còn dẫn theo nhiều người như vậy hả? Tao cho mày một cơ hội, mau cút xuống cho tao, nếu không. Dầm. Diệp Bắc Minh mặc kệ anh ta, chỉ tung ra một quyền. Thật đơn giản như thô bạo. Cuồng chiến bay ra như một con chó, máu tươi phun ào ào, từ bậc 8600 cút xuống bậc 5000. Nếu không nhờ cơ thể anh ta rất khỏe thì đã bị một quyền đó đấm chết rồi. Mày. Cuồng chiến cắn răng, dán chặt mắt vào Diệp Bắc Minh. Hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Rồi anh ta lại tiếp tục leo lên lại. Tới bậc 8800 rồi. Giao cơ nhợt nhạt cười chúc, anh Diệp, chúc mừng. Diệp Bắc Minh gật đầu với cô ta, ừ. Rồi đi thẳng qua. Diệp Càn Khôn thứ hai. Cậu ta có thể đuổi kịp Lý Thất Dạ không? Dựa vào tốc độ đấy, đuổi kịp Lý Thất Dạ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phía sau bàn tán xôn xao. Điều đó khiến Lý Thất Dạ đang dẫn đầu không tài nào bình tĩnh được. Ầm. Bỗng nhiên. Trên người Lý Thất Dạ trào ra khí huyết, người thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó. Sau lưng anh ta bỗng xuất hiện hư ảnh của một yêu hoàng, nguồn lực lượng hùng hậu tuôn trào. Phút. Lý Thất Dạ đạp gió, một hơi lướt qua 500 bậc thang đến vị trí bậc 9900. Cái gì, Lý Thất Dạ còn có thể tăng tốc ư? Ôi mẹ ơi, chỉ còn lại 100 bậc cuối cùng. Cứ tiếp tục như vậy, ai lên đỉnh còn chưa biết đâu. Người tu võ phía dưới kinh ngạc. Bọn họ nhìn sang Diệp Bắc Minh vừa mới vượt qua bậc 9000. Thua 900 bậc, cậu ta còn đuổi kịp không? Ngay khi Lý Thất Dạ bước lên bậc 9900 kia. Giọng Tháp Càn Khôn chấn ngục vang lên, nhóc à. Đừng chiến đấu với hình nộm ở lĩnh vực tuyệt đối nữa, cậu cần phải nhanh hơn nữa. Nếu không Lý Thất Dạ sẽ lấy vị trí đầu mất. Diệp Bắc Minh cười nói, anh ta muốn đứng nhất thì để anh ta đi. Tháp Càn Khôn chấn ngục sửng sốt, hả, cậu không muốn về nhất à? Diệp Bắc Minh thầm lắc đầu, về nhất có lợi gì chứ? Tôi chỉ cần lên tới đỉnh là được rồi. Thứ nhất, thứ hai hay là người cuối cùng đều không sao hết. Tu võ là quá trình vượt qua chính mình chứ không phải vượt qua người khác. Cho tới bây giờ, những người này không phải là đối thủ của tôi. Tôi chỉ so với chính mình thôi. Tháp Càn Khôn chấn ngục trầm mặc một lát rồi cười phá lên, ha ha ha, nhóc à. Xem ra cậu đã lĩnh ngộ được chân lý của võ đạo rồi. Diệp Bắc Minh không nói gì. Anh tiếp tục vững bước trèo lên. Bậc 9100. Bậc 9300. Tốc độ của anh vô cùng ổn định. Một bên khác. Sau khi Lý Thất Dạ đến bậc 9900, cho dù có pháp tướng yêu hoàng hỗ trợ nhưng mỗi bước đều vô cùng gian nan. 15 phút sau, Diệp Bắc Minh đã tới bậc 9900. Chỉ còn lại 100 bậc cuối cùng. Lý Thất Dạ đã dùng hết mọi mánh khóe, thậm chí còn không tiếc thiêu đốt tinh huyết. Bậc 9990. Chỉ còn lại 10 bậc cuối cùng. 9991. Lý Thất Dạ cắn răng. Bây giờ, máu thịt của anh ta theo từng bước một đều cảm thấy đau đớn như xé rách thân thể. Diệp Bắc Minh đằng sau vẫn duy trì tốc độ 5 giây một bậc. Đùng, 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 đùng. Mỗi một bước chân của Diệp Bắc Minh đều khiến tim người tu võ ở đây run rẩy. Một lát sau, Diệp Bắc Minh đã bước vào bậc 9990. Mà Lý Thất Dạ đang ở bậc 9999. Anh ta chỉ còn lại một bậc cuối cùng.
Nhưng dù làm thế nào thì Lý Thất Dạ cũng không thể bước được bước cuối cùng ấy. Cả người anh ta run rẩy, hai chân run lên, đằng sau vọng tới tiếng bước chân của Diệp Bắc Minh. 9.991 9.992 Còn 10 bậc cuối cùng, liệu ai sẽ thắng đây? Đừng nói nữa. 9.997 9.998 9.999 Lúc này, hai người đang ở cùng một bậc thang, trái tim mọi người căng thẳng nhìn họ. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào sườn mặt Diệp Bắc Minh, mắt trừng to, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chả thèm liếc mắt nhìn anh ta. Anh mặc nhiên không quan tâm gì hết, thư thả bước nốt bậc thang cuối cùng. Cạch. 10.000 Bậc 10.000 Ôi vãi, Diệp Càn Khôn lên tới đỉnh rồi. Từ xưa đến nay, đây là người đầu tiên lên được đỉnh thang trời. Đám đông xôi trào, run rẩy không ngừng, lòng đầy rung động. Gương mặt Tô Tử Lăng nóng bừng, trời ơi, mình đi theo anh Diệp lên đỉnh rồi ư. Thánh nữ Tổ Long Điện Long Khuynh Vũ không dám tin vào mắt mình lên đỉnh rồi sao? Không thể nào. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly và Tiểu Độc Tiên cũng vô cùng kích động. Nhưng, bọn họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiểu sư đệ đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, đây chỉ là một trong số đó thôi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, ánh mắt đầy sự không cam tâm, vì sao chứ? Chỉ thiếu một bước nữa, mình chỉ thiếu một bước nữa. Anh ta gào lên. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, chỉ thiếu một bước à? Anh nghĩ nhiều rồi. Giới hạn của anh là bậc 9.999. Còn giới hạn của tôi là vì bậc thang chỉ có 10.000 bậc mà thôi, hiểu không? Anh vừa dứt lời, tất cả đều im lặng. Ngay sau đó, ầm ầm, hiện trường bùng nổ. Ôi trời ơi, trâu bò quá. Giới hạn của anh là bậc 9.999 mà giới hạn của tôi là bởi vì bậc thang chỉ có 10.000 bậc. Ôi vãi, 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 tôi chưa bao giờ thấy ai gáy to như thế. Lý Thất Dạ đứng như trời trồng, mặt mày cứng ngắc không nói nên lời. Diệp Bắc Minh không hề để ý tới anh ta, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Trên đỉnh thang trời là một cái hồ nước rất lớn, một tòa tháp đang ở trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Tiểu tháp, đây là bản thể của ông à. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đầy sự kích động, đó chính là một mảnh nhỏ bản thể của tôi, không sai đâu. Ha ha ha, không ngờ là tôi lại có thể tìm được một mảnh bản thể của mình ở đây. Nhóc à, dù thế nào đi nữa cũng phải đem nó theo. Diệp Bắc Minh gật đầu không hề do dự. Bỗng nhiên, Long Khuynh Vũ bật thốt, đây là Long Thai Trì. Diệp Bắc Minh kinh ngạc hỏi lại cô ta, Long Thai Trì là gì? Hầy! Long Khuynh Vũ hít sâu rồi đáp, anh Diệp xem này, anh có thấy hồ nước này giống một con rồng đang say giấc không? Diệp Bắc Minh híp mắt lại, nhìn toàn cảnh hồ nước. Anh gật đầu nói, quả thật giống một con rồng đang say giấc, vậy hòn đảo giữa hồ kia là Long Châu. Cái này đúng rồi. Long Khuynh Vũ kích động gật đầu liên hồi, hồ nước này bày ra dáng vẻ đang ngủ của rồng, dựa theo ghi chép của Tổ Long Điện tôi, phía dưới hẳn đang nuôi dưỡng Long Thai. Long Thai do trời sinh đất dưỡng, ngưng tụ tất cả tinh hoa của cấm địa luân hồi. Nếu có thể cắn nuốt Long Thai thì có thể thay ra đổi thịt như cá chép vượt Long Môn. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Mặt nước Long Thai chỉ sục sôi, dưới mặt nước sâu hơn 10.000 mét kia hiện lên một vầng sáng vàng kim chói lói. Tô Tử Lăng thốt lên, á, tôi thấy một con rồng. Long Khuynh Vũ sửng sốt, Long Thai, đây chính là Long Thai. Diệp Bắc Minh cảm nhận được khí tức hùng mạnh dưới mặt nước, tiểu tháp, nếu ông cắn nuốt Long Thai thì có thể khôi phục được bao nhiêu? Vãi chúa! Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được văng tục, nhóc à, đừng làm bậy, cậu cắn nuốt vật đó là tốt nhất. Diệp Bắc Minh nhíu mày nói, tôi cho rằng ông khôi phục trước thì tốt hơn, tôi tăng thực lực đơn giản hơn ông nhiều. Không, anh không ngờ rằng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại quả quyết từ chối, nhóc à, cậu có biết Long Thai có ý nghĩa thế nào không? Là sao, lòng Diệp Bắc Minh khẽ rung động.
Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, một phần tụ tập nhiều tinh hoa nhất thế giới mới có thể tạo ra long thai. Long thai trên đỉnh di tích Côn Luân Hư Thượng Cổ là nơi ngưng tụ nhiều tinh hoa nhất cả di tích Côn Luân Hư Thượng Cổ. Cậu cắn nuốt long thai thì sẽ thay ra đổi thịt, khi ấy chỗ tốt đạt được không tài nào tưởng tượng được đâu. Nhưng với tôi nó chỉ là một đống năng lượng, cậu hiểu chưa? Diệp Bắc Minh gật đầu, hiểu rồi. Anh vừa mới nhảy vào long thai trì. Bỗng nhiên. Rầm rầm rầm. Cả di tích Côn Luân Hư Thượng Cổ rung động như xảy ra động đất. Cuồng Chiến sửng sốt, chuyện gì thế này? Áp lực trên thang trời biến mất rồi. Cả người anh ta thoải mái, không còn áp lực khủng khiếp như lúc bắt đầu nữa. Đúng là biến mất thật rồi. Dư Khôn và Vũ Sư Thiếp nhìn thoáng qua nhau. Giao cơ nhanh chóng di chuyển lên bậc 9999, áp lực của thang trời đã biến mất, lên nhanh thôi. Lý Thất Dạ ngẩn ra rồi quyết đoán bước ra bước cuối cùng lên đỉnh. Áp lực trên thang trời đã biến mất. Đi, đi nhanh lên. Người tu võ phía dưới đài cao sau khi phát hiện ra thì lũ lượt xông lên thang trời như phát điên. Sau khi áp lực biến mất, thang trời 10.000 bậc dễ dàng vượt qua. Sau khi mọi người lên tới đỉnh, phía sau vọng tới một chàng cười kích động, ha 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 ha, 10 triệu năm rồi. Lũ heo các người chẳng một ai có thể lên tới đỉnh. Phong ấn của di tích Côn Luân Hư Thượng Cổ đã được giải trừ, thứ hoa tộc để lại kia cuối cùng đã có thể xuất hiện. Còn về lũ heo đần các người đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, nên giờ cút được rồi đó. Ai đang nói chuyện đó? Rất nhiều người tức giận quay đầu lại. Trước mắt bọn họ, một người thanh niên xuất hiện phía sau họ, nhếch môi cười thản nhiên. Cuồng Chiến trầm giọng quát, oát con, mày dám nói tao là heo à? Không không không. Người thanh niên kia lắc đầu, nhìn thoáng qua mọi người, tôi nói tất cả những người đang ở đây đều là heo. Mẹ kiếp, mày chán sống rồi. Sau lưng Cuồng Chiến hiện lên một pháp tướng hắc hùng, cuồng bạo xông tới tấn công người thanh niên. Ha ha! Người thanh niên cười khẩy. Dầm, Cuồng Chiến đang lao tới nổ tung, hóa thành bãi máu loãng. Sắc mặt Vũ Sư Thiếp trắng bệch, Cuồng Chiến chết rồi ư. Dư Khôn kinh hãi, không thể nào. Giao cơ nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ, tên kia làm cách nào thế? Tôi không nhìn rõ. Lý Thất Dạ lắc đầu. Những người tu võ còn lại lập tức im lặng, đồng tử co rút. Cuồng Chiến xếp thứ ba trên thiên bảng, vậy mà lăn đùng ra chết bất ngờ như thế sao? Đến cả Lý Thất Dạ cũng không biết người thanh niên kia ra tay như thế nào. Người thanh niên kia rốt cuộc là ai? Giữa bầu không khí tĩnh lặng ấy, người thanh niên mỉm cười, tôi là Sở Đẳng Nhàn, các người không cần biết thân phận của tôi mà cũng không có tư cách biết. Lũ heo các người vẫn còn hữu dụng, vậy mà còn có thể phá vỡ cấm chế của Côn Luân Hư Thượng Cổ. Từ từ. Sắc mặt Sở Đẳng Nhàn trầm xuống, Diệp Càn Khôn đâu rồi? Xoạt, xoạt, xoạt. Ánh mắt anh ta đảo qua đám đông nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng của Diệp Càn Khôn. Bỗng nhiên. Sở Đẳng Nhàn như nghĩ đến điều gì đó, tức giận gầm lên, chết tiệt. Cậu ta tiến vào long thai trì rồi. Các người không ai được phép di chuyển, ai dám lộn xộn giết không tha. Anh ta nói xong. Rồi không hề do dự nhảy vào long thai trì. Dưới mặt nước, Diệp Bắc Minh liên tục lặn xuống sâu hơn. Xung quanh anh tối đen, giơ tay không thấy rõ năm ngón, hồ nước sâu không thấy đáy. Diệp Bắc Minh dừng lại, tôi đã lặn xuống ít nhất mấy chục nghìn mét rồi, vậy mà còn chưa tới đáy ư. Tiểu tháp, long thai trì này sâu bao nhiêu thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm giọng nói, đừng vội, tiếp tục lặn xuống đi. Tôi cảm giác dưới đáy hồ có gì đó rất đáng sợ. Đến cả ông cũng cảm thấy đáng sợ sao? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Bỗng nhiên, khóe mắt anh thoáng xuất hiện một tia sáng mong manh. Ngay sau đó, rầm. Một con rồng vàng xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh, rồi nó quất cái đuôi vào người anh. Lục phủ ngũ tạng đau đớn, xương cốt trên người suýt nữa gãy nát, cả người bị đánh bay ra ngoài như ngư lôi. Trong miệng anh chứa đầy nước. Mẹ kiếp.
Diệp Bắc Minh tức giận mắng to, phất tay kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện. Gầm gừ. 9 con ma long đen tuyền lập tức xuất hiện, sau đó con rồng vàng kia bị đánh lùi, trên người nó xuất hiện nhiều vết thương. Nó quay đầu lặn sâu xuống dưới đáy hồ. Diệp Bắc Minh cười khẩy, đánh lén xong rồi chạy à. Mơ đi. Anh khởi động chân nguyên, bơi về phía kim long kia. Diệp Bắc Minh tăng tốc hết mức, tốc độ vô cùng khủng khiếp, kim long không thể nào chạy thoát được. Cuối cùng, kim long chạy trốn xuống dưới đáy hồ, hóa thành một vầng sáng vàng kim chui vào cơ thể một cô gái. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, có người ư, còn sống hay chết rồi thế? Dưới đáy hồ là một tảng nham thạch khổng lồ màu đen, bên trên khắc đầy những ký hiệu cổ xưa. Một cô gái đang bình yên nằm giữa tảng nham thạch đó. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, là người chết mà cũng là người sống. Diệp Bắc Minh nhíu mày, tiểu tháp, có nghĩa là gì thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không giải thích, tới đó xem thử trước đã. Diệp Bắc Minh xuôi theo dòng nước lặn xuống chỗ cô gái đó. Diệp Bắc Minh sửng sốt, là người giả sao? Là người thật. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói. Không thể nào, đây là người thật sao? Diệp Bắc Minh không dám tin. Cô gái trước mắt anh hoàn mỹ không chút tì vết, cơ thể tinh xảo như viên ngọc được chạm khắc kỹ càng. Hoàn mỹ một cách kỳ lạ, không hề có chút tì vết nào. Vậy nên Diệp Bắc Minh mới cho rằng đây là người giả. Cậu thử chút đi. Được. Diệp Bắc Minh ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo cổ tay cô gái kia. Cổ tay cô gái rất mềm mại, trông giống như đang ngủ vậy. Thậm chí còn có độ ấm. Diệp Bắc Minh ngỡ ngàng, còn sống. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, không, cô gái đó đã chết rồi. Chết rồi sao cơ thể còn ấm? Cơ thể đó còn sống. Nghĩa là sao, Diệp Bắc Minh khó hiểu, tiểu tháp, đừng chơi trò ấp ấp mở mở nữa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không thừa nước đục thả câu mà chỉ đáp, nói cách khác, thần hồn của cô gái đó đã chết nhưng cơ thể vẫn sống. Diệp Bắc Minh lại càng thêm kinh ngạc, thần hồn đã chết nhưng cơ thể vẫn sống. Lẽ nào nó không bị thối rữa sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười đáp, đây là cơ thể được long thai nuôi dưỡng nên sẽ không bị thối rữa. Nhóc, ăn cô gái đó đi. Diệp Bắc Minh hoảng sợ, ôi vãi, tiểu tháp, ông đừng nói bậy nha. Tôi không có ham mê đặc biệt gì đâu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tức ngất, nhóc à, cậu đang nghĩ cái quái gì thế, bổn tháp bảo cậu ăn cô gái đó. Là ý trên mặt chữ, ăn cô gái đó như ăn vặt vậy. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rúm, tiểu tháp, ông bảo tôi ăn thịt người à. Anh quyết đoán từ chối, không thể nào. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, nhóc à, cô gái đó được ngưng tụ từ long thai. Nói cách khác, tất cả máu thịt trên người cô gái đó đều do sức mạnh trong di tích Côn Luân hư thượng cổ biến thành. Long thai đã bị cô gái đó cướp trước rồi, cậu không ăn thì thật lãng phí. Diệp Bắc Minh tò mò hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Tháp Càn Khôn suy nghĩ một lát rồi nói, khi cô gái này còn sống chắc chắn đã bị trọng thương, đến cả cơ thể cũng bị hủy hoại. Một phần tàn hồn của cô gái đó chạy tới đây, đánh nát long thai để tạo ra cơ thể mới cho chính mình. Vậy nên, bây giờ cô gái đó là long thai chính là cô gái đó. Ăn hay không phụ thuộc vào quyết định của cậu. Dứt lời, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục biến mất. Diệp Bắc Minh do dự vài giây rồi lấy đỉnh thái cực ra, mình không tài nào ăn thịt người được, nhưng nếu luyện cô gái đó thành đan dược thì mình còn chấp nhận nuốt. Anh bước lên ôm lấy cô gái kia. Một cảm giác mềm mại như không xương truyền tới. Bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ phẫn nộ xen lẫn sự ngạo mạn vang lên, phàm nhân kia, lá gan thật to. Dám khinh nhờn bản đế, quấy rầy giấc ngủ của bản đế. Dầm, Diệp Bắc Minh như bị sét đánh, máu tươi trào ra từ thất khiếp. Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, quả nhiên là cô chưa chết. Cùng lúc đó, trên đỉnh thang trời, Sở Đẳng Nhàn tối sầm mặt mày lội từ dưới nước lên. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Cấm chế dưới đáy nước bị khởi động rồi, nếu để cậu ta dung hợp long thai chẳng phải dâng không cho cậu ta rồi còn gì.
Sở Đảng Nhàn nổi trận lôi đình. Mọi người ngừng thở, không một ai dám quấy rầy Sở Đảng Nhàn. Bỗng nhiên, Dư Khôn nịnh nọt cười bảo, đại nhân, người muốn Diệp Càn Khôn đi ra ư? Ở chỗ tôi có một cách ạ. Sở Đảng Nhàn nhìn sang Dư Khôn, một luồng áp lực khủng khiếp giáng xuống. Nếu cách của cậu vô dụng thì tôi sẽ cho cậu biết cái gì là sống không bằng chết. Bùm! Hai chân Dư Khôn nhũn ra, quỳ gối xuống đất, đại nhân, khi Diệp Càn Khôn leo lên thang trời có dẫn theo mấy ả đàn bà. Rồi anh ta chỉ vào Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên, Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ. Dùng mạng của mấy ả đó mà mồi dụ thì hẳn Diệp Càn Khôn sẽ xuất hiện. Sáu cô gái nghiến răng nói, Dư Khôn, đồ trơ cháo. Sở Đảng Nhàn mỉm cười, cách hay đấy. Trước đó, tôi cần phải làm một việc. Anh ta vung tay tung áp lực về phía một đám người, mười mấy người nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Trước khi tôi xuống nước đã nhắc không cho ai được động đậy rồi. Ai cho các người đổi vị trí chứ? Thấy Sở Đảng Nhàn hung tàn như thế, người tu võ ở đây đều khiếp hãi. Sau đó, Sở Đảng Nhàn lấy ra một cây dao màu đen, cây dao này của tôi rất đặc biệt. Miệng vết thương do nó gây ra sẽ vĩnh viễn không thể khép lại. Rồi anh ta từ từ bước tới chỗ Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên, Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ. Cẩn thận đó! Sau cô gái cùng lùi về phía sau, e dè nhìn Sở Đảng Nhàn. Sở Đảng Nhàn nhếch mép cười, là tôi ra tay hay tự các cô ra tay đây? Vương Như Yên nóng nảy nói, anh tưởng rằng bọn tôi sẽ đưa tay chịu trói sao? Sở Đảng Nhàn lắc đầu, tôi ra tay thì đến cả cơ thể cũng chẳng còn đâu đấy. Tôi không sợ chết. Vương Như Yên vừa định ra tay thì Chu Lạc Ly giữ chặt cô ấy lại, thập sư muội, chớ kích động. Anh ta sẽ giết chúng ta đấy. Vương Như Yên bình tĩnh lại. Chu Lạc Ly đi đến chỗ Sở Đảng Nhàn, anh Sở, chúng tôi sẽ tự làm. Ha ha ha, tôi đây rất thích người thông minh. Sở Đảng Nhàn hài lòng gật đầu, đưa con dao cho Chu Lạc Ly. Chu Lạc Ly cắn răng cắt cổ tay, máu tươi ào ào chảy ra không dứt. Dư Khôn châm thêm lửa nói, đại nhân, một tay nào đủ chứ? Phải hai tay hai chân mới đúng. Sở Đảng Nhàn bình thản nhìn Chu Lạc Ly, nghe rõ không? Chu Lạc Ly nhìn Dư Khôn, anh Dư à, chúng ta không thù không oán, anh làm thế không sợ gặp báo ứng sao? Dư Khôn cười khẩy nói, tôi gai mắt Diệp Càn Khôn, trùng hợp các cô lại có quan hệ với cậu ta. Vậy nên muốn trách thì trách cậu ta đi, hiểu chưa? Anh ta nhìn sang Sở Đảng Nhàn, đại nhân, sau khi cắt đứt mạch máu ở tay chân, tốc độ chảy máu ở dưới nước sẽ nhanh hơn đấy. Sở Đảng Nhàn vỗ mặt Dư Khôn, cậu còn ác độc hơn tôi nữa đấy. Cảm ơn lời khen của đại nhân ạ. Dư Khôn cười nịnh như con chó vẫy đuôi. Sở Đảng Nhàn hờ hững nhìn Chu Lạc Ly, không cần tôi nói, cô cũng biết nên làm gì rồi nhỉ. Chu Lạc Ly cắn răng, cắt đứt cổ tay cổ chân của mình rồi nhảy vào trong nước. Tứ sư tỷ, em theo chị. Vương Như Yên và Hoàng hậu Hồng Đào theo sau. Tiểu Độc Tiên cắt cổ tay cổ chân mình, các sư muội, chị đến đây. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ mặt hồ. Cô gái rất kinh ngạc, giọng nói này. Là tháp hồn của tòa tháp kia. Ông vẫn ở thế giới này không biết mất thật sao. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười đáp, bổn tháp bất tử bất diệt. Cô gái phản hồi, ông đi chung với tên này à? Cậu ta là tháp chủ đời này hả? Soạt. Cô gái mở to mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh, chỉ cần tôi giết tháp chủ thì ông sẽ trở thành vật vô chủ. Tháp hồn, đến lúc đó, ông nhận tôi làm chủ đi. Cô gái đó đưa tay lên tóm lấy cổ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tóm lấy cổ tay cô gái, cô là ai? Cô gái cười khẩy, phàm nhân, cậu không xứng biết tên bổn đế. Mở miệng ngậm miệng là phàm nhân hả? Cô tưởng mình là thần hả? Bổn đế chính là thần. Cô làm màu cái quỷ gì chứ? Diệp Bắc Minh quát to, vung kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém xuống. Nước hồ gần đó sôi trào. Bốc hơi hết lên. Thanh kiếm này đã nằm trong tay cậu sao? Cô gái đó biến sắc,
bàn tay ngọc ngà nâng lên đỡ đòn. Một kiếm ấy đã bị cô gái đó hóa giải vô cùng nhẹ nhàng, phàm nhân, cậu không thể làm tổn thương tôi được đâu. Ảnh Thuấn. Diệp Bắc Minh khẽ quát, khí tức bùng nổ trong nháy mắt. Dầm. Ngực cô gái đau đớn, bị đánh văng ra ngoài, phàm nhân, gan to thật đấy. Cô gái từ từ bước tới, Diệp Bắc Minh không chút khách khí tung cước. Dầm. Cô gái kia lại bị đánh bay lần nữa, so về sức mạnh thì chẳng phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Anh cười khinh khỉnh, chỉ có thế à? Thần gì yếu thế? Cậu! Cô gái kia vừa mở miệng thì bóng người chợt lóe lên. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đã kề sát cổ cô gái đó, sát ý lạnh như băng ép câu nói tiếp theo của cô gái đó xuống cổ họng. Diệp Bắc Minh hờ hững nhìn cô gái đó, tiếp tục kiêu ngạo nữa không? Mở miệng ngậm miệng phàm nhân à? Bây giờ bị phàm nhân như tôi kề kiếm sát cổ thấy thế nào? Vẻ mặt của cô gái vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, muốn giết cứ giết, cùng lắm thì tôi không cần cơ thể này nữa. Bản đế đã nhớ kỹ mùi của cậu rồi, dù có trải qua 10 kiếp luân hồi, bản đế cũng nhất định sẽ vẫn truy sát cậu. Diệp Bắc Minh cười, được, vậy thì cô đi chết đi. Năm ngón tay anh nắm chặt kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, chuẩn bị chém rụng đầu người phụ nữ này. Đột nhiên, danh con, mau dừng tay. Minh Nhi, dừng tay. Minh Nhi, đừng làm bừa. Giọng nói của 99 vị sư phụ đồng loạt vang lên. Sư phụ. Diệp Bắc Minh giật mình, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. 99 tấm bia mộ đồng thời xuất hiện, ngoại trừ Long Đế. Các luồng thần hồn ngưng tụ lại, chui ra từ bia mộ. Sắc mặt của thần hồn của cha đỡ đầu xa sầm lại, danh con, còn không mau buông thanh kiếm trong tay con ra. Diệp Bắc Minh thắc mắc, sư phụ, sao vậy à? Thần hồn của Dược Vương Quỷ Cốc suýt chút nữa thì tức chết, cái thằng khốn nạn này, người phụ nữ này là sư phụ của bọn ta. Con gác kiếm lên cổ của sư công con mà con còn hỏi sao vậy nữa hả? Hả? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Rõ ràng người phụ nữ này cũng rất bất ngờ, cô ta cười gần một tiếng, ta không hề nhận các người làm đệ tử. Năm xưa, ta cảm thấy quá tẻ nhạt nên mới truyền thụ cho các người một chút bản lĩnh mà thôi. Cha đỡ đầu lắc đầu, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Sư phụ, cuối cùng chúng con cũng tìm thấy người rồi. Thật tốt khi thấy sư phụ vẫn còn sống. Hức hức hức. Thần hồn của 99 vị sư phụ vô cùng kích động, người nào người nấy đều quỳ xuống, dập đầu lại. Diệp Bắc Minh ngẩn người, tiểu tháp, chuyến này phải làm thế nào bây giờ? Khụ khụ, chuyện này, tôi thực sự không biết quan hệ giữa mọi người. Tôi nhớ ra rồi, thần hồn của bản tháp bị thương, phải đi ngủ vài ngày đã, tạm biệt, hơi thở của tháp Càn Khôn Chấn Ngục biến mất. Thậm chí còn ngừng luôn việc chia sẻ ý thức với Diệp Bắc Minh. Ngoá! Khóe môi Diệp Bắc Minh dần giật. Cha đỡ đầu quát mắng một tiếng, danh con, còn không thu kiếm về đi. Diệp Bắc Minh vội vàng rút kiếm Càn Khôn Chấn Ngục về. Người phụ nữ cười lạnh, không phải cậu muốn giết tôi sao? Diệp Bắc Minh lúng túng ra mặt, sư công, tôi thực sự không biết cô là sư công tôi. Người phụ nữ hừ lạnh, ai là sư công của cậu chứ? Bản đế đã nói rồi. Bọn họ hoàn toàn không phải đệ tử của bản đế, bọn họ cũng không xứng làm đệ tử của bản đế. Bọn họ chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, nếu không phải khi ấy bản đế thấy tẻ nhạt thì đã chẳng buồn nhìn bọn họ lấy một cái rồi. Thần hồn của 99 vị sư phụ đều hết sức lúng túng. Diệp Bắc Minh sầm mặt lại, dù cô là sư công của tôi thì cũng không được phép tùy tiện nhục mạ sư phụ tôi. 99 vị sư phụ giật mình. Vua Tàn Sát vội vàng mở miệng, đồ nhi, đừng nói lung tung. Minh Nhi, con nói gì vậy? Mau im ngay. Các sư phụ khác cũng nói theo. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu sư phụ của tôi là rác rưởi thì sao cô lại thua tôi? Ồ, người phụ nữ kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Bắc Minh, nếu không phải tôi đang bị trọng thương, thực lực không bằng một phần vạn so với lúc đỉnh cao phong độ thì... Chỉ một cọng tóc của bản đế thôi đã đủ sức giết chết cậu rồi.
Diệp Bắc Minh cười, cô tính áp đảo người khác dựa vào cảnh giới đấy à? Nếu vậy thì hiện tại tôi cũng có thể giết chết cô như giết một con chó. Người phụ nữ nheo đôi mắt xinh đẹp lại, cậu so sánh bản đế với chó hả? Đồ nhi. Các sư phụ như cha đỡ đầu, vua tàn sát, kiếm chủ bất diệt, long huyết chiến thần đều biến sắc. Diệp Bắc Minh bĩu môi, câu này là tự cô nói đấy nhé. Chẳng những người phụ nữ không nổi giận mà còn nở nụ cười xinh đẹp, thằng nhóc này mạnh hơn các người nhiều, nói xem. Rốt cuộc là làm sao? Sao các người lại chỉ còn lại mỗi thần hồn thế này? Bọn cha đỡ đầu không dám giấu giếm, thuật lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Người phụ nữ nhướng mày, Đoàn Thiên Đức là người có thiên phú tốt nhất trong số các người. Không ngờ là ngoài ông ta ra, các người lại đều đã vẫn lạc cả rồi. Diệp Bắc Minh bước lên trước một bước, sư công đã có cách để tái tạo lại cơ thể cho bản thân. Vậy sư công có cách gì giúp các sư phụ tôi sống lại không? Người phụ nữ nhìn Diệp Bắc Minh, quỳ xuống đi thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Phịch. Diệp Bắc Minh quỳ ngay xuống không chút do dự, có cần tôi dập đầu lại cô không? Người phụ nữ kinh ngạc hé miệng, nhóc con, cậu. Im lặng một lát. Cuối cùng cô ta không nhịn được hỏi, tại sao? Với tính cách của cậu thì chắc chắn là bắt cậu quỳ xuống còn khó hơn cả giết cậu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu như không có 99 vị sư phụ thì đã không có Diệp Bắc Minh tôi hôm nay. Nếu sư công muốn nhục mạ sư phụ tôi thì tôi sẵn sàng đối đầu với sư công. Nhưng nếu sư công có thể cứu sư phụ tôi thì dù Diệp Bắc Minh tôi có quỳ đến chết ở đây cũng có hề gì. Nhóc con. Cha đỡ đầu đỏ hoe mắt. Dược Vương Quỷ Cốc chùi nước mắt, nhóc con, quả không uổng công ta thương con. Vua Tàn Sát vui mừng gật đầu, ha ha ha, được lắm. Các sư phụ khác cũng đều hết sức xúc động, tươi cười chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh quỳ dưới đất. Người phụ nữ đột nhiên cười, tôi có thể nói cho cậu biết cách làm bọn họ sống lại nhưng cậu phải đưa hồn tháp cho tôi. Cậu có đồng ý không? Điều khiến mọi người bất ngờ chính là Diệp Bắc Minh lại lắc đầu cực kỳ quả quyết, tôi sẽ không bỏ rơi tiểu tháp. Người phụ nữ dường như đã đoán trước được câu trả lời này. Cô ta cười một tiếng đầy ẩn ý, quả nhiên. Cậu đã biết được lai lịch của ngọn tháp này rồi nên không nỡ từ bỏ một báu vật như vậy. Sai rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi từng có lỗi với tiểu tháp một lần nên lần này bất kể ra sao tôi cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với tiểu tháp nữa. Người phụ nữ cười khẩy, ha ha, cậu cho là tôi sẽ tin lời cậu à? Diệp Bắc Minh tiếp tục bổ sung thêm một câu, nếu như tôi chọn từ bỏ mạng sống của mình thì sao? Người phụ nữ sửng sốt. Cô ta không tin nổi, cậu nói gì cơ? Từ bỏ mạng sống của bản thân ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, vừa rồi cô nói là chỉ cần tôi chết thì tiểu tháp sẽ thành vật vô chủ. Nếu được, tôi muốn dùng mạng mình để giúp 99 vị sư phụ của tôi sống lại. Bắc Minh. 99 vị sư phụ sững sờ. Người phụ nữ kia hoàn toàn câm lặng. Cô ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại nói như vậy. Cậu không chịu từ bỏ hồn tháp nhưng lại sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình ư? Rốt cuộc trong lòng thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy? Đôi mắt đẹp của người phụ nữ tập trung nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh tròn 15 phút đồng hồ. Đột nhiên. Được. Một luồng sát ý ngưng tụ lại, nếu như cậu sẵn sàng chết thì tôi sẽ giúp cậu. Đông Phương Xá Nguyệt, tôi xin dùng tinh thần võ đạo và danh tiếng của Đông Phương Đại Đế để thề. Sau khi cậu chết, tôi sẽ giúp các sư phụ của cậu sống lại. Nếu như Đông Phương Xá Nguyệt tôi không làm được thì thần hồn sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn, trên thế gian này không còn tôi nữa. Cô ta vừa dứt lời, một luồng sát ý lập tức ngưng tụ. Đông Phương Xá Nguyệt đưa tay ra giữa không trung, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay cô ta, bổ thẳng về phía cổ của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại chờ chết, không hề có ý định phản kháng. Sư phụ, xin người dừng tay. Sư phụ, 99 người chúng con chỉ có một đồ nhi duy nhất này thôi. Sư phụ, con không muốn sống lại, con có thể lập tức chôn vùi thần hồn, xin người đừng giết Minh Nhi. Sư phụ. Bên tai vang lên hàng loạt tiếng năn nỉ.
Đông Phương Xá Nguyệt cười gần, im miệng hết đi cho ta, tự thằng nhóc này muốn chết đấy chứ. Thanh trường kiếm giá lạnh giáng xuống với tốc độ khủng khiếp, chỉ còn cách cổ của Diệp Bắc Minh không đầy một mét. Diệp Bắc Minh vẫn không hề có ý định tránh né hay ra tay ngăn cản. Với khoảng cách này và tốc độ này, anh sẽ chết chắc. Mùi máu tươi sộc lên, Diệp Bắc Minh thấy cổ mình đau nhói. Máu tươi phun ra. Một giây sau, không ngờ Đông Phương Xá Nguyệt lại dừng lại. Tại sao không giết tôi? Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng hé mở mắt. Thanh trường kiếm chỉ cứa rách da của anh. Với tốc độ và sức mạnh như vậy, vậy mà thanh kiếm vẫn có thể đột ngột dừng lại được. Thực lực của người phụ nữ này quả là đáng sợ. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Xá Nguyệt ánh lên vẻ tán thưởng, nhóc con, bản đế nhận thấy cậu thật lòng muốn dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy tính mạng của các sư phụ của cậu. Cho nên, cậu có chết hay không không hề quan trọng với tôi. Trong lòng bản đế, cậu đã chết một lần rồi. Thu kiếm. Ồ, Diệp Bắc Minh bị bất ngờ. 99 vị sư phụ mừng rỡ, cảm ơn sư phụ. Đông Phương Xá Nguyệt hừ lạnh một tiếng, người dám bình thản đối mặt với cái chết như cậu thực sự hiếm thấy. Tuy vậy, dẫu cậu không sợ chết nhưng người bên cạnh cậu chưa chắc đã vậy. Nghĩa là sao? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Đông Phương Xá Nguyệt ngẩng đầu nhìn mặt nước trên đỉnh đầu. Diệp Bắc Minh biến sắc, các sư phụ, xin hãy chờ con một chút. Anh chợt giẫm mạnh chân một cái rồi lao đi như mũi tên rời cung. Thấy bóng Diệp Bắc Minh dần dần biến mất, Đông Phương Xá Nguyệt đột nhiên cười, ha ha, tên nhóc này thú vị thật, cậu ta sẽ không quay về ngay đâu. Các người mau kể cho ta nghe xem rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch thế nào. Trên đỉnh thang trời, nửa canh giờ đã trôi qua. Sở Đẳng Nhàn lười biếng ngồi trên ghế, Dư Khôn, biện pháp của cậu có vẻ như chẳng có tác dụng gì cả thì phải. Mấy người phụ nữ này sắp chảy cạn cả máu rồi nhưng tên danh kia vẫn không chịu ngoi lên. Lãng phí mất nửa canh giờ của tôi, cậu có biết hậu quả là gì không? Dư Khôn tái mét mặt, cánh môi không ngừng run rẩy, đại nhân, có khi Diệp Càn Khôn đã chết ở dưới đó rồi cũng nên. Ha ha, vậy hả? Sở Đẳng Nhàn cười giả dối, nghĩa là cậu thực sự đã lãng phí nửa canh giờ của tôi phải không? Dư Khôn sợ hãi quỳ phịch xuống ngay tại chỗ, suýt đái cả ra quần. Đại nhân, xin ngài hãy giao việc này cho tôi. Xin hãy cho tôi một chút thời gian, tôi đảm bảo sẽ bắt Diệp Càn Khôn phải ngoi lên. Sở Đẳng Nhàn duỗi ra một ngón tay, được. Dư Khôn mừng rỡ, dạ được, tốt quá rồi, chỉ cần một canh giờ thôi ạ. Sở Đẳng Nhàn cười gằn, cậu đáng để tôi chơi với cậu những một canh giờ hay sao? Tôi chỉ cho cậu 15 phút thôi, sau 15 phút nữa, nếu Diệp Càn Khôn vẫn không ngoi lên. Thì cậu tự biết kết cục của bản thân là gì rồi chứ. Dư Khôn thầm hối hận chết đi được. Nếu biết trước sẽ thành ra thế này thì có chết anh ta cũng sẽ không ra mặt làm gì. Diệp Càn Khôn, tất cả đều là tại tên khốn Diệp Càn Khôn mà ra. Nét mặt của anh ta dần trở nên hung dữ. Hai mắt đỏ rực nhìn xuống mặt hồ, mấy người phụ nữ có dính dáng tới Diệp Càn Khôn các người đều đáng chết, nếu tôi phải chết thì nhất định các cô sẽ phải chết trước tôi. Dư Khôn hoàn toàn phát điên. Chân nguyên tuôn ra khỏi cơ thể, từng luồng sóng xung kích nện xuống mặt nước. Mấy người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên, Tô Tử Lăng, Long Khuynh Vũ bị mất máu quá nhiều nên khuôn mặt xinh đẹp đều đã tái nhợt. Lúc này, bị sóng xung kích tác động, bọn họ bị đánh bay ra ngoài. Người nào người nấy đều co giật toàn thân, cơ thể rét run, cực kỳ thê thảm. Vũ sư thiếp vỗ ngực, may mà Diệp Càn Khôn không thích mình, nếu không thì đây đã là kết cục của mình rồi. Mặc Bạch Y đỏ hoe mắt nhìn Long Khuynh Vũ dưới hồ nước, im lặng không nói. Đây là người phụ nữ mà anh ta thích nhưng lúc này anh ta lại chẳng thể làm được gì. Muốn trách thì hãy tự trách bản thân tại sao lại thích Diệp Càn Khôn. Những người tu võ còn lại đều đứng một chỗ, tỏ thái độ thờ ơ. Mặc dù sáu mỹ nhân tuyệt sắc chết đi đúng là đáng tiếc nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mình bị giết chết. Diệp Càn Khôn, Diệp Càn Khôn. Cút ra đây, mày cút ngay lên đây cho tao.
Đã hết 15 phút. Dư Khôn hoàn toàn phát điên, giọng xen lẫn tiếng khóc nức nở, Diệp Càn Khôn, vì sao mày không chịu ngoi lên? Vì sao? Anh ta thực sự tuyệt vọng, được thôi. Mày không chịu ngoi lên, vậy thì tao sẽ giết hết mấy người phụ nữ này. Trong tay anh ta xuất hiện một con dao bằng máu, anh ta phát điên, nhảy xuống hồ nước. Bùm! Sóng lớn ngập trời, một luồng lực cực kỳ mạnh đập tới. Dư Khôn còn chưa kịp rơi xuống mặt nước đã bị đánh bay ra ngoài hệt như một con chó chết. Đệt, đứa nào làm? Tiếng quát giận dữ vang lên. Mọi người tập trung nhìn lại thì thấy một bóng đen lượn vòng trên hồ nước, đưa 6 cô gái vào bờ. Diệp Càn Khôn. Mọi người rùng mình. Dư Khôn vui đến độ bật khóc, ha 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 ha, đại nhân, Diệp Càn Khôn. Cậu ta chính là Diệp Càn Khôn đấy, cậu ta ngoi lên rồi, tôi không phải chết nữa rồi, tốt quá rồi. Sở Đẳng nhàn nheo hai mắt lại, Diệp Càn Khôn, cậu phát hiện ra được gì ở dưới hồ nước vậy? Diệp Bắc Minh không để ý tới anh ta, chỉ lo bắn mấy cây ngân châm trong tay đi. Chúng cắm vào trong người của 4 vị sư tỷ và Tô Tử Lăng, Long Khuynh Vũ. Máu ngừng chảy. Sở Đẳng nhàn lạnh lùng nói, tôi hỏi cậu đấy, cậu điếc à? Diệp Bắc Minh vẫn phớt lờ anh ta như trước. Một giây sau, anh bất thình lình nổi giận, xông tới, tóm cổ Dư Khôn, mày đúng là đồ khốn nạn đáng chết. Dư Khôn hoảng sợ la ầm lên, đại nhân cứu tôi với. Anh Diệp, xin anh tha cho tôi. Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho ngài. Không không, tôi sẽ làm con chó của ngài. Diệp Bắc Minh gồng mạnh cổ tay. Rắc, một tiếng động giòn tan vang lên, cổ Dư Khôn nổ tung. Ngay cả thần hồn của anh ta cũng bị chôn vùi. Bộp 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 bộp. Sở Đẳng nhàn đứng dậy vỗ tay, tốt thôi, Diệp Càn Khôn, sự kiên nhẫn của tôi. Tốt mẹ nhà mày. Anh quát lên giận dữ. Diệp Bắc Minh ra tay dứt khoát, nháy mắt xuất hiện trước người Sở Đẳng nhàn, đấm liền một mạch 10 mấy cú. Nhanh thật. Ánh mắt Sở Đẳng nhàn trở nên nghiêm túc. Thực lực của kẻ này vượt trội hơn bất kỳ ai khác ở đây. Sở Đẳng nhàn ra tay ngăn cản nhưng lại bị ép phải lùi lại đầy chật vật, nắm tay xuất hiện một vài vết bầm. Chết tiệt! Sở Đẳng nhàn chưa bao giờ bị người ta chọc giận tới vậy. Ánh mắt anh ta giá băng, Diệp Càn Khôn, cậu quá ngông cuồng, cậu nghĩ cậu là vô địch hả? So tốc độ với tôi à? Cậu thì có là gì? Sở Đẳng nhàn nói xong, nắm đấm của anh ta lao đi vun vút, để lại những chiếc bóng rời rạc, tốc độ tăng đột ngột gấp hơn chục lần. Nắm đấm nhắm thẳng vào đầu, vào cổ, vào tim và những vị trí quan trọng khác trên người Diệp Bắc Minh. Ầm, ầm, ầm. Điều khiến Sở Đẳng nhàn bất ngờ là tất cả các cú đấm của anh ta đều bị Diệp Bắc Minh cản phá. Cuối cùng thì cảnh tượng này cũng làm Sở Đẳng nhàn biến sắc, sao có thể? Anh ta còn chưa kịp nói hết chứ có thể thì. Hự. Một con rồng đen lao ra từ nắm đấm của Diệp Bắc Minh, đập mạnh vào ngực của Sở Đẳng nhàn. Rắc một tiếng giòn tan, xương ức của Sở Đẳng nhàn nổ. Anh ta đau đớn, bị đấm bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh không định tha cho anh ta nên lập tức sải bước đuổi theo đối phương. Khi cơ thể của Sở Đẳng nhàn còn chưa kịp đáp đất, Diệp Bắc Minh lập tức đạp một cú thật mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.